Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 236: Người giết người 3. Lão phu nhân nói tới đây dừng một chút, trải qua lời phân tích của Vân Khanh vừa nói, bà cũng hiểu được có chỗ quái gì, cướp phỉ lúc trước ngay cả người cũng dám ra tay, như thế nào lại sau khi không cướp được tiền tài liền trực tiếp rút lui chứ lại suy xét kỹ chuyện xảy ra lúc trước càng cảm thấy kỳ quái bà đi ngoại ô tại sao cướp phỉ vừa ra tới liền nảy ý muốn đánh cướp đoàn của bà chứ bà ngồi là xe ngựa của tỷ muội hậu duệ của quý tộc trong kinh bình thường cướp phỉ cũng phải có chốt ánh mắt không phải xe ngựa nhà ai cũng đều có thể đi chọc vào vân khanh đem thần sắc biến hóa của lão phu nhân đều thu vào đáy mắt xem ra lão phu nhân này cũng có chút nghi ngờ rồi. Sự việc này quả nhiên có cổ quái, lúc trước ân cứu mạng kia, trong đó nhất định có ẩn tình, nếu là phủ nha bắt được bọn cướp vì ngày đó, nàng nhất định phải cho người thẩm vấn làm rõ việc này, để tránh tạ di cứ lấy cái món nợ ân tình đó chơi xấu thẩm phù. Đợi nàng đi khỏi không bao lâu, tạ di cũng đến chỗ của lão phu nhân, nay bà ta mỗi ngày đều phải đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, bởi vì biết trong phù người bà ta duy nhất có thể nịnh bờ cũng chính là lão phu nhân vừa vào cửa tạ di liền phát hiện sắc mặt lão phu nhân thản nhiên bà ta nói chuyện thế nào thái độ của lão phu nhân cũng không tốt giống như mấy ngày trước lão phu nhân ngày tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao hôm nay nhìn ngài dáng vẻ như không có tinh thần lắm lão phu nhân nâng lên mí mắt phân phó vương ma ma các ngươi đi xuống đi ta cùng tạ di ở bên trong là được rồi vương ma ma bích lăng bích bình lên tiếng trả lời cùng các nha hoàn khác đều lui ra ngoài trong phòng một lát sau liền còn lại hai người lão phu nhân cùng tạ di không khí trở nên yên tĩnh hẳn tạ di mơ hồ cảm thấy có điều kỳ lạ tại sao lại thế này như thế nào đột nhiên lại cho tất cả mọi người lui xuống chẳng lẽ có cái gì cơ mật quan trọng muốn cùng bà ta thương lượng ngươi còn nhớ rõ lần đó ngươi xả thân cứu ta ở ngoài ô kinh thành chăng? Lão phu nhân mặc áo hình phúc thọ màu rám nắng, vẻ mặt thản nhiên. Tạ Di nhìn hồi lâu, không biết vì sao lão phu nhân lại hỏi cái này, nghĩ lại, chẳng lẽ là lão phu nhân nhớ lại ân tình, chuẩn bị cho bà ta chỗ gì tốt sao? Liền cười nói, lần đó tình huống nguy hiểm, kẻ bắt cóc đột nhiên xuất hiện tại ngoại ô, ta vừa thấy lão phu nhân sẽ bị thương, vội vàng xông đến. May mà một đao kia chém vào không sâu, ở trên lưng chỉ chảy máu nhẹ, nằm một tháng cũng khỏi rồi. Lão phu nhân đôi mắt lóe lóe, tay run lên, cầm Phật Châu một lần đẩy hai hạt, kinh thành chỉ An thật sự không tốt. Ở trên đường hay có người lui tới, lại có cướp phỉ xuất hiện, còn vừa vặn để cho ngươi gặp phải. Lời này ẩn ẩn lộ ra chút ý không tốt, tạ di có chút nghi ngờ mở miệng nói, lão phu nhân, đời người có đôi khi cũng sẽ có họa có phúc, ta không phải ở tại trong thành cũng vô cớ bị cướp phỉ đến thiêu phòng sao? Lão phu nhân mấy tháng này tu thân dưỡng tính là thật, nhưng tính tình lại không thực sự tu thành, lúc này ngự khí không thân thiện nữa. Ta nghe nói đám tặc phỉ đến đốt sân của ngươi cùng đám chặn đường ta ở Kinh Thành, là cùng một bọn. Bà lời này là nói ra thử, nhưng tạ di vốn có tật giật mình, chưa từng dự đoán được lão phu nhân thế nhưng đột nhiên đặt câu hỏi, trong mắt đảo liên tục, phủ nhận nói, không phải làm sao có thể không thể nào bà ta bộ dạng này dừng ở trong mắt lão phu nhân càng thêm cảm thấy kỳ quái sắc mặt lại càng khó coi quan phủ có truyền tin đến nói bọn cướp phì cướp bóc hàng loạt này chính là bọn đã chạy khỏi kinh thành kia ngươi có phải đã chọc ghẹo bọn họ cái gì không chọc tạ di trong mắt vừa truyền lại liên tục gật đầu đúng vậy bọn họ nhất định là ghi hận ta từ kinh thành đến dương châu đốt của ta sân lão phu nhân tà liếp tạ di, nếp nhăn dày đặc trên mặt bởi vì híp lại mắt mà trở nên càng sâu, thiêu sân của ngươi, ngay cả một chút tài sản cũng không cướp đi à. Bọn họ cướp, làm sao lại không cướp, cả một dương trang sức của ta đều bị đoạt đi rồi à. Tạ di cả kinh thanh thét to, đám cướp phỉ kia cũng không phải là bọn tốt lành gì, rõ ràng đã thu tiền không được lấy đồ. Rốt cuộc vẫn đoạt đi một dương đồ trang sức của bà ta. Tạ Di lúc này chỉ lo phân tán sự băn khoăn của lão phu nhân, quên rằng chuyện dương trang sức này bà ta không có báo cáo cho quan phủ, nguyên nhân chính là bà ta sợ lộ ra chuyện bà ta thông đồng với cướp phỉ, lúc này lại trở thành chứng cứ cho lão phu nhân. Lão phu nhân mạnh mẽ đứng lên, chỉ vào tạ Di cả giận nói, giỏi cho tạ tố linh người, người có phải cùng đám cướp phỉ cấu kết, ở trước mặt ta diễn vợ ân nhân cứu mạng, nay người muốn lại đây ở tạm cho người thiêu viện mà ngươi vốn tưởng rằng là thẩm gia ta ra tiền mua cho ngươi, chính là muốn mặt dày mượn cớ vào ở tạm đề vào câu dẫn hoàng tử. Tạ di ngẩn ra, bà ta cảm thấy tất cả đều được che giấu cực kỳ tốt, không nghĩ tới lão phu nhân này ngày thường ngu muội thế nhưng có thể phát hiện ra ý đồ của bà ta, cả người đều kinh hoàng, bà nói bậy, ta căn bản không có ý này. Bà ta nói còn chưa nói xong, lão phu nhân liền phun đầy nước miếng lên mặt bà ta ngươi có nói bậy hay không chính ngươi biết. Uổng công ta vẫn cảm thấy ngươi là người thiện tâm, còn có thể xả thân cứu người. Nay xem ra, ngươi chính là lòng dạ rắn rết, thế nhưng cố ý cho người xuống tay với ta, trình diễn một màn kịch hay, còn một đường khuyến khích ta đối phó tạ thị, ta nhất định phải đi nói cho mậu ca nhi, cho hắn kêu quan phủ đến bắt ngươi đi. Lão phu nhân vốn không ngu ngốc, có một số việc một khi sáng tỏ, cái khác cũng sẽ theo đó mà hiện lên lúc này bà đối với tạ di chính là lòng tràn đầy phẫn nộ từ ân nhân cứu mạng đến có ý định mưu hại loại biến hóa này người bình thường đều chịu không nổi huống chi vốn là lão phu nhân dễ dàng bị chọc giận vừa nghe muốn báo quan phủ tới bắt bà ta đi tạ di trên mặt lộ ra kinh hãi bà ta liếc mắt ngoài cửa một cái sợ thanh âm của lão phu nhân đem bọn nha hoàn từ ngoài tiến vào liền xông lên che miệng của lão phu nhân ta không có ta không có không cần đưa ta đi quan phủ ta cũng không phải cố ý ai ngờ bà ta càng làm như thế lão phu nhân lại càng giận tránh trái tránh phải ý muốn bỏ tay bà ta ra còn nâng tay đi cậy ngón tay của tạ di miệng vẫn hô lớn người thế nhưng còn muốn muốn giết ta người đâu mau tới a à. đem tội nhân muốn mưu sát người này kéo tới quan phủ đi lão phu nhân lời nói đứt quãng từ khe hở bàn tay của tạ di phát ra Tạ Di bị lời của bà dọa sợ tới mức chỉ càng thêm dùng sức đè lại miệng mũi của bà. Người không cần hô, người cây lão phụ này, ta không có cái ý kia. Lão phu nhân bị bịt chặt mồm mũi, không hít được không khí, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, bản năng muốn sống làm cho bà càng dãy dụ lợi hại hơn, ngón tay gắt gao nắm ở trên tay của Tạ Di. Cuộc đỏ sức khiến hai người đều ngã vào trên giường La Hán, Nguyễn Tháp rất dày đem âm thanh tế ngã giảm đến nhỏ nhất bỏ, tay, bỏ. Người không báo quan ta liền buông tay. Tạ di nhìn lão phu nhân mở to con ngươi chừng mắt nhìn bà ta, khiến bà ta lại càng sợ hãi. Bàn tay trên mặt lão phu nhân cũng không dám nới lỏng cấu kết với cướp phỉ, cố ý mưu sát hai tội danh này bà ta không đảm đương nổi. Sức nặng ở trên người làm cho lồng ngực lão phu nhân chịu một lực ép thật lớn, bàn tay che ở trên mặt làm cho không khí dần dần ít đi, lão phu nhân lại lớn tuổi, thiếu khí sức chịu đựng cũng không bằng tả di, cuối cùng ra sức dẫy rụa vài cái, rốt cục dừng tay. Mà tả di cảm giác được lực dẫy rụa dần dần nhỏ đi, nhìn lão phu nhân dừng lại động tác, vừa lòng âm hiểm cười đứng lên, được lắm, chỉ cần bà không cáo ta, ta cũng sẽ không che miệng của bà. Bà ta buông tay ra, đứng thẳng người lại, sửa sang lại vạt áo một chút, quay đầu thấy lão phu nhân còn bất động trên giường la hán, trong mắt mang chút nghi ngờ, nhíu mày nhẹ giọng hô, "Lão phu nhân." Trên la hán giường lão phu nhân vẫn không nhúc nhích, Tạ Di lại đến gần một chút, nhìn thấy bà vẫn nhắm lại mắt, trong thanh âm mang theo run run kêu, "Lão phu nhân." Chương 237, mẫu tử giành mạng. Bà ta liên tục kêu gọi rất nhiều lần, phát hiện lão phu nhân đều không đáp lại lời bà ta, trong đầu hiện lên một khả năng lớn nhất, run run vươn món trỏ đặt ở dưới mũi lão phu nhân kết quả sợ tới mức thiếu chút nữa kinh hãi kêu lên, vội vàng dùng hai tay bịt miệng mình. Không có khả năng, không có khả năng, lão phụ nhân này như thế nào lại không còn không hô hấp, cứ như vậy đã chết. Lão phụ này, ngay cả chết đều phải chơi xấu bà ta, bà ta ngồi dưới đất một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, cắn chặt răng, đem lão phụ nhân kéo lên, dùng sức lôi vào trong phòng. Mất sức chín châu hai hồ mới đem được lão phu nhân kéo tới trên giường sau đó dùng chăn đắp lên toàn thân cho bà ấy xong thế này mới đứng lên nhìn màn trứng bên trong coi như lão phu nhân đang ngủ say thật sâu thở ra một hơi chuyển tới trước gương đem bối tóc rối loạn sửa sang lại cho tốt tháo châm gài tóc xuống một lần nữa trải cho gọn lại rồi đứng một hồi đem chân tay không ngừng phát run khống chế lại mới xoay người đi ra ngoài ra cửa viện vương ma ma các nàng còn canh giữ ở cửa thấy bà ta đi ra liền chuẩn bị đi vào Tạ Di bình tĩnh nói, lão phu nhân vừa rồi đầu có chút đau, vừa ngủ xong, các ngươi không cần đi quấy giày người nghỉ ngơi. Vương ma ma gật gật đầu, lão phu nhân hai ngày này tinh thần xác thực có chút kém. Mà Tạ Di cố nén sự sợ hãi trong lòng, đi một mạch đến cúc khách viện, bà ta vọt tới chỗ vi ngưng tử, cho nha hoàn bên người lui ra. Vì ngưng tử không biết bà ta là muốn làm cái gì, đưa tay cầm châm tiếp tục theo thùa, tạ di khóa chặt cửa xong chạy vọt về phía nàng cầm lấy hai tay vi ngưng tử bắt đầu kịch liệt run run nữ nhi nương giết người cái gì cho dù vi ngưng tử trấn tĩnh tự nhiên cũng không kìm được mà tay phát run yêu cầu tạ di đem chuyện kinh hoàng này thuật lại ta giết người ta đã giết lão phu nhân tạ di trên mặt lúc này vì quá rối rắm mà có một loại dữ tợn đến quỷ dị vi ngưng tử nhìn cũng không hiểu có chút kinh hãi tay nàng bị tạ di cầm đến phát đau, an ủi tạ di, để bà ta chấn định xuống, lúc này mới hỏi, nương, người chớ hoảng sợ, đến tốt cùng chuyện gì xảy ra. Tạ di đem chuyện xảy ra trước đó toàn bộ kể lại, vì ngưng tử trao mày, trong lòng cũng khẩn trương, cái này là gây ra đại họa, thế nhưng giết chết lão phu nhân, người xác nhận không còn hô hấp sao. Nàng hỏi như có một tia hy vọng, nhớ tới cảm giác trông rỗng khi ngón trò đặt ở dưới mũi lão phu nhân tạ di lại cảm thấy lạnh cả người như có một cổ âm khí ở miệng mũi của lão phu nhân còn vương lại trên tay bà ta càng sợ hãi khống chế không được khóc lên vì ngưng tử lúc này không có tâm tình lo cho bà ta trong đầu không ngừng nghĩ nên xử lý như thế nào nàng đem những chi tiết mà tạ di vừa nói nhớ lại lần lượt lúc nương đi ra các nàng có phát hiện lão phu nhân đã chết không không, không có, ta đem bà ta kéo tới trên giường, hơn nửa chắc hẳn là sẽ không có người phát hiện. Tạ di nước nở nói, ánh mắt sợ hãi, lại nhanh chóng lộ ra ngoan độc, con nói, chúng ta có biện pháp nào không, cho người ta cảm thấy là tạ thị giết bà ta. Dù sao cái lão phụ kia cũng đã chết, không bằng chết chung tạ văn uyên cùng với đi. Vì ngưng tử nhìn bà ta sắc mặt trắng bệch cùng với kinh hãi, lắc lắc đầu, nương có biện pháp dẫn bà ấy đi gặp lão phu nhân sao tạ di lúc này trong đầu đã loạn thành một đoàn làm sao có biện pháp nào bà ta chỉ là muốn đem tai họa phủi đi thôi vì ngưng tử trong mắt xẹt qua tia âm xảo một chút cũng không có dáng vẻ nhu nhược thường này phi thường xác định nói cho dù nương hiện tại dụ bà ấy đi qua cũng không thể giá họa lên bà ta nữa rồi nàng ta tuy rằng cũng loạn nhưng nàng ta sẽ không cho rằng rõ ràng lão phu nhân đang ngủ Tả thị còn có thể đi qua quấy dây. Hướng chi tả thị nếu là muốn đi vào, bên người tất nhiên cũng sẽ có những người khác đi theo. Mà chuyện liên quan đến mạng người, khẳng định sẽ náo loạn lớn. Sau khi náo loạn lớn lên, chuyện tả di từng đến phòng lão phu nhân cũng sẽ lộ ra. Dựa vào đầu óc của tả di, chỉ sợ thực dễ dàng sẽ bị người ta lừa nói ra lời thật. Nàng ta không cảm thấy việc giết lão phu nhân là đáng sợ cỡ nào, nhưng đáng sợ nhất ở chỗ tả di này thật ngu xuẩn. Thế nhưng ở Vinh Tùng Đường, lúc có nhiều người canh giữ bên ngoài như vậy, đem lão phu nhân giết chết. Cái này căn bản là chuyện không thể che giấu. Nay thẩm ra đối với hai mẹ con nàng ta vô cùng phòng bị, nàng ta nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả. Tả gì thấy ánh mắt nàng ta lóe ra, không nói một câu, liền khóc hô, tử nhi, con phải nhanh chóng nghĩ biện pháp cho nương A, à, nếu để quan phủ bắt đi, con về sau liền ngay cả nương đều không có, về sau còn có ai lại thương con chiếu cố cho con a à? nếu không nếu không thì như vậy đi tạ di đột nhiên tiến lên kéo tay vi ngưng tử đáy mắt mở to sáng giỏi nương nghĩ đến một biện pháp tuyệt diệu con hiện tại nhanh đi vinh tùng đường một chuyến sau đó làm bộ cùng lão phu nhân cãi nhau to lỡ tay giết chết bà ta nương người đang nói cái gì vì ngưng tử lớn tiếng quát đem tay của tạ di gạt mạnh ra trong ánh mắt mang theo sự không dám tin, hạnh mâu giận đến mở to. Nương thế nhưng muốn nàng ta đi vinh tùng đường, làm bộ giết lão phu nhân, đây là muốn cho nàng ta đi gánh tội thay sao? Bà ta làm sao có thể ích kỷ đến như vậy, mình giết người thì thôi, còn muốn thân sinh cốt nhục của mình đi gánh tội thay. Mỗi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, trên thế giới này vĩ đại nhất chính là tình thương của mẹ, nhưng mà mẫu thân của nàng ta hở một chút liền đánh chửi nàng ta đối xử với nàng ta hoàn toàn không giống như là nữ nhi mà giống như đối một ả nha hoàn những việc đó nàng ta còn có thể chịu được nói như thế nào thì bà ta cũng là mẫu thân đã nuôi dưỡng nàng nhưng mà hôm nay bà ta nói cái gì gánh tội thay muốn mình đi gánh tội của bà ta vì ngưng tử không dám tin đây là lời do chính mẹ ruột của mình nói ra tạ di là sao còn lo thần sắc của con gái mình ra sao lại đi qua nắm tay nàng, khóc cầu xin, tử nhi, con nghe nương nói, con còn chưa có chính thức cập kê, dựa theo luật lệ đại ung, có thể sẽ được phán tội nhẹ, đến lúc đó sau khi con đi vào, nương lại cho người ta động chân tay, đem con thả ra, con sẽ không sao rồi. Nếu nương bị bắt đi, vậy thì cũng không còn đường sống nữa. Tạ di nói xong, thân mình liền quỳ xuống, ở trên mặt đất hu hu khóc tay bà ta còn kéo vạt áo của vi ngưng tử, giống như một con độc xà, vào lúc rẫy rùa cuối cùng, còn muốn kéo nàng cùng nhau rơi vào địa ngục, vi ngưng tử cả người toát ra một cỗ hàn khí, cổ hàn khí kia làm cho mắt nàng dần dần tràn ngập sương mù, hóa thành từng giọt nước mắt lạnh như băng, từ khóe mắt chảy ra. Nàng ta không có nghe sai, không có nghe sai, mẫu thân của nàng ta chính là nói như vậy. Còn cẩn thận thay nàng ta nghĩ kỹ hết thảy, lấy cái cớ vì nàng ta mà suy nghĩ. Vì ngưng tử tay gắt gao tạo thành nắm tay, cúi đầu nhìn tạ di đang phủ phục dưới đất, chịu sự đau buốt rét lạnh đến tận xương, hỏi, nương, người là nói thật sao? Tạ di nghĩ đến nàng ta đã nghĩ thông suốt, liên tục ngật đầu, ôm đùi nàng ta nói, con tin tưởng nương, con là lỡ tay, cũng không phải cố ý, hơn nữa vẫn chưa cập kê, nhất định sẽ không phán tử hình, đến lúc đó nương sẽ cố gắng chạy trọt, nhất định có thể đem con cứu ra. Tạ Di khóc càng ngày càng thương tâm, nước mắt càng ngày càng nhiều, hận không thể đem tất cả nước trong cơ thể đều khóc ra, chỉ cần có thể đả động vi ngưng từ là tốt rồi. Nhưng cho dù bà ta khóc thương tâm ra sao, có nhiều chuyện căn bản đã không thể như trước kia nữa rồi. Nước mắt của vi ngưng tử trong nháy mắt dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi đầy nước mắt, rõ ràng là xuân sắc lê hoa đái vũ bỗng nhiên có một loại băng rết như vào đông cánh môi trắng bệch chậm rãi mở ra phun ra một chữ được nàng ta cúi gập thắt lưng đem tạ di nâng dậy ngồi ở trên ghế lấy khăn ra xoa xoa hai má bà ta nàng sau đó nói nương bây giờ đừng đi ra ngoài để bọn nha hoàn phía dưới thấy được nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái đến lúc đó còn có thể hoài nghi nương con hiện tại đỡ ngài trở về phòng tạ di nghe xong cảm thấy có lý gật gật đầu lau xong nước mắt nhờ vi ngưng tử dìu đỡ mình về phòng sau khi vào phòng tạ di nhân tiện nói tử nhi con nhanh qua kia đi bằng không nếu để các nàng phát hiện lão phu nhân đã không còn thở nữa con muốn thế thân ta cũng thế thân không được hàm răng gắt gao cắn chặt vi ngưng tử chỉ cảm thấy hy vọng cuối cùng trong lòng cuối cùng đều bị phụ nhân trước mắt này đánh nát đây là mẫu thân của mình sao sau khi giết người lại muốn nàng gánh tội thay nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu đó là cho nàng đi ngồi tù nói cái gì chưa đến tuổi cập kê sẽ không phán tử hình nhưng mà nữ tử một khi bị phán tội giết người cuộc sống sẽ còn có hy vọng sao ngũ tử vào trong lao tù lại có được mấy người có thể thể bình yên vô sự mà đi ra bà ta thật sự là đem nàng biến thành kẻ ngốc ư vì ngưng tử ngẩng đầu đáy mắt đều ngập nước nương chuyến đi này của nữ nhi vốn là không có biện pháp trở về, xin cho phép nữ nhi rót cho người ly trà cuối cùng đi. Nhìn hai mắt của nàng đẫm lệ, tạ di cũng hiện lên một tia do dự, mặc kệ không thích vi ngưng tử cỡ nào, nhưng dù gì cũng là nữ nhi mà bà ta đã dưỡng dục 15 năm, tuy rằng ngày thường không thể khiến mình vui vẻ, nhưng cho dù là nuôi con chó, cũng sẽ có chút luyến tiếc rồi. Nhưng mà, so sánh một hồi, chốt tình ý ấy, lại không bằng sự sợ hãi sẽ bị quan phủ bắt đi chém đầu. Nói thế nào thì bà ta cũng nuôi nàng ta 15 năm, cũng có lúc phải dùng đến. Mà lúc này là lúc vi ngưng tử nên phát huy tác dụng rồi. Trong nháy mắt, một chút ôn nhu kia đã bị sự ích kỷ bao phủ, tạ di nội tâm sốt ruột, sợ vương ma ma các nàng đi vào phát hiện lão phu nhân đã chết. Liền có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, con mau đi đi. Vì ngưng tử môi hồng gợi lên ở trên mặt trắng như tuyết, nhìn như hai đường máu tươi được vẽ lên, xoay người đi đến bàn trà. Trong chốc lát, tạ di như đứng trên đống lửa, như mùi đống than, hô, tại sao rót ly trà mà lại lâu như vậy? Mà lúc này ở Vinh Tùng Đường, vương Mama thấy đã đến bữa trưa, liền chuẩn bị đi gọi lão phu nhân rời giường, lão nhân ra tiêu hóa không tốt, một ngày ba bữa càng phải chú ý đúng giờ, bà đi đến trước giường, liền nhẹ giọng kêu, lão phu nhân, nên dậy rồi đợi một hồi thấy không có phản ứng lại tăng âm lượng lão phu nhân ngày thường lão phu nhân ngủ cực kỳ dễ tỉnh có đôi khi nếu có tiếng bước chân nặng một chút đều đã bừng tỉnh cho nên bọn họ khi nghe tạ di nói lão phu nhân đang ngủ thì mới không có tiến vào chỉ là ở trước cửa canh chừng lúc này thấy có điểm không đúng chẳng lẽ lão phu nhân bị bệnh vương ma ma kéo màn che ra nhìn sắc mặt lão phu nhân tự hồ có chút tái nhợt, tay đặt trên cây chán vừa buông xuống, cũng là lạnh như băng. Lão phu nhân, ngài làm sao vậy? Vương ma ma ngự khí cũng lo lắng, bà quay đầu kêu, nhanh đi mời đại phu lại đây, còn nữa. Đem phu nhân cùng đại tiểu thư cũng mời qua đây. Bích lăng được lệnh, vội vàng chạy đi ra ngoài, bích bình ở một bên nhìn lão phu nhân, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bên trong khuôn mặt trắng bệch kia lộ ra một cỗ cho tàn, nàng nhanh tay đặt tay ở dưới mũi của lão phu nhân tìm hơi thở. "Vương mama, lão phu nhân, bà không còn thở." Bích Bình lui về sau hai bước, hoảng sợ nói, "Vương mama." Trong lòng run lên, mồ hôi lạnh nhất thời nổi lên trên trán, bà run run cũng duỗi tay đến dưới mũi của lão phu nhân, kinh thanh gào lên, "Lão phu nhân a, lão phu nhân a." Vân Khanh đang ở trong phòng luyện chữ Lưu Thúy đột nhiên chạy vào, tiếng bước chân rồn rập đánh tan sự yên tĩnh của thư phòng. Thấy Vân Khanh hơi hơi nhíu mày, Lưu Thúy biết lúc nàng đang luyện chữ không thích bị người quấy dày, nhưng lúc này nàng lại không thể không tiến vào, tiểu thư, người bên Vinh Tùng đường mời tiểu thư đi qua, nói là bệnh tình của lão phu nhân đang nguy kịch. Bệnh tình nguy kịch, Vân Khanh tay nặng nề dừng lại, một chữ tĩnh mới viết lên, nét chữ cũng không lưu loát nàng buổi sáng lúc đi thăm tổ mẫu vẫn là còn khỏe mạnh tại sao mới đến giữa trưa liền bệnh tình nguy kịch đem bút bỏ lên trên giá vân khanh lập tức vòng qua bàn học đi đi xem lúc đi tới cửa dừng một chút đem ngân châm mang theo liêu thúy gật đầu chạy nhanh vào thư phòng đem ngân châm của vân khanh ôm ở trong tay theo phía sau vội vàng đi qua bên kia lúc đến vinh tùng đường nơi này đã trở nên náo loạn tạ thị đã tới trước Vân Khanh, sắc mặt tuyết trắng nhìn Vân Khanh, tổ mẫu con. Bà muốn nói gì đó nhưng đều nói không ra, Vân Khanh bước nhanh hướng trong phòng, lưu thúy ở phía trước vén mảnh lên, đợi ở đầu giường, Vân Khanh lại nhìn lão phu nhân sắc mặt, một tay cầm lấy cổ tay xem một chút. Trạng thái chết giả, do hô hấp bị cản trở mà ngất đi. Nàng nội tâm kinh ngạc, trên mặt vẫn trầm ồn thong dong quay đầu hỏi, đại phu còn bao lâu nữa mới tới bích bình gật đầu nói bích lăng đi ra ngoài đại khái chừng một nén nhang rồi từ thẩm phủ đi ra ngoài cho dù nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ mới có thể mời được đại phu đến tề đại phu bởi vì chuyện lần trước đã cùng thẩm phủ chờ mặt đại phu khác cho dù đến đây dù y thuật cao minh tới đâu nếu thời gian càng dài có thể sẽ làm cho tình trạng của lão phu nhân càng trở nên nguy hiểm nếu lại phải tiếp tục chờ lão phu nhân liền thật không cứu được Tuy rằng không muốn đem y thuật bộc lộ ra, nhưng tánh mạng của tổ mẫu lúc này đang nguy kịch, Vân Khanh không thể coi thường, nàng phân phó, đem cửa sổ mở ra, những người không quan liên quan liền lui ra ngoài, không được đứng ở trong phòng. Vương Mama cùng Bích Bình thấy nàng tiến vào là một loạt động tác, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, rồi sau đó, cảm thấy trong tiếng nói mềm mại kia hàm chứa uy nghiêm, nhưng lại khiến cho bọn họ không tự chủ được mà nghe theo, dựa theo lời nàng mà làm đem những người khác đuổi đi ra ngoài. Tiếp theo, Vân Khanh lại phân phó Lưu Thúy đem ngân châm lấy ra, dùng ánh nến đốt hồng, chính xác đâm vào vài huyệt vị ở trên người lão phu nhân. Đây là nàng lần đầu tiên chân chính châm cứu cho bệnh nhân, trước kia khi luyện tập châm cứu huyệt vị, nàng là tự luyện tập trên người mình, ngón trỏ cùng ngón cái của Vân Khanh nắm ngân châm, chậm rãi nhẹ vân vê, toàn thân buộc chặt, trên trán toát ra mồ hôi tùng đợt mồ hôi lạnh. Lúc đầu nàng còn có chút khẩn trương, nhưng sau khi từ từ thi triển châm được vài huyệt vị, nàng phát hiện tinh thần mình tự hồ toàn bộ đều thoáng ra, đều tập trung trong việc châm cứu, mà các huyệt vị quan trọng trong đầu bây giờ toàn bộ hiển hiện ra, cái loại cảm giác khẩn trương từ từ bị một loại cảm giác thành thạo thay thế. Đại khái chính là như lời của Vân Lão Thái Gia, học châm cứu dù thế nào, cuối cùng cũng phải hóa thành thực tiễn, thực tiễn được một lần, như bằng với đọc sách một năm. người thoải mái, hạ châm lại càng thêm lưu loát. tiếp theo đó lại chừng một nén nhang trôi qua. người trong phòng như cố nín thở, sợ quấy giày vân khanh thi châm. bên trong yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng hít thở sâu của từng người. tạ thị đứng ở một bên, lo lắng nhìn lão phu nhân trên giường, lại từ ái nhìn vân khanh, chỉ mong có thể đem lão phu nhân cứu sống. thời gian một nén nhang lại trôi qua chỉ nghe trên giường bỗng truyền đến hai tiếng ho khan yếu ớt vương ma ma xông đến đầu tiên kêu lão phu nhân lão phu nhân ngài tỉnh mà lão phu nhân lúc này cũng chưa thực sự thức tỉnh bà chỉ là vừa mới hô hấp chậm chậm trở lại thân thể theo bản năng ho khan ngay sau đó lại lâm vào hôn mê thấy vậy vân khanh biết lão phu nhân đã được cứu rồi nội tâm không khỏi thở ra một hơi đem ngân châm từng cây một rút ra lưu thúy lại đây tiếp được ngân châm cẩn thận bỏ lại vào bao vải. Lão phu nhân làm sao có thể biến thành như vậy? Vân Khanh từ chiếc giường đứng lên, nhìn lướt qua vương ma ma cùng Bích Bình ở bên trong. Lúc ta đi, tổ mẫu vần còn khỏe, như thế nào một lúc sau liền lên cơn sốc. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng lại lẫn vào một sự uy hiếp không nhân từ, ngay cả tạ thị cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Vương ma ma nội tâm đối với sự trầm tĩnh đầy khí thế của Vân Khanh rất ngưỡng mộ, nghĩ nghĩ mở miệng nói tiểu thư đi được không lâu tạ di cũng lại đây thỉnh an lão phu nhân lúc ấy lão phu nhân bảo bọn nô tỳ đều lui xuống không cho ở một bên hầu hạ bọn nô tỳ liền lui ra chờ ở cửa qua đại khái chừng nửa canh giờ tạ di đi ra nói cho nô tỳ là lão phu nhân buồn ngủ nàng đã đỡ lão phu nhân đi lên giường nghỉ ngơi rồi để cho bọn ta không cần đi quấy giày nô tỳ liền tới cửa nhìn hai lần thấy lão phu nhân xác thực nằm ở trên giường. Liền không có đi vào, đợi cho đến giữa trưa, lại tiến vào, liền nhìn thấy lão phu nhân đã thành như vậy rồi. Vậy các ngươi có nghe được thanh âm gì không? Vân Khanh hỏi. Không có, bởi vì cách một bình phong với đứng ở bên ngoài, bọn nô tỳ đứng bên ngoài canh, cũng không có nghe được cái thanh âm kỳ lạ gì, chỉ là... Vương Mama dừng một chút. Chỉ là cái gì? Lúc tạ di đi ra, sắc mặt tựa hồ có chút trắng bệch. Vương ma ma cũng chỉ phát hiện một chút khác biệt thôi. Tạ Tố Linh, người thế nhưng, muốn, ngạt chết ta, một trận thanh âm yếu ớt từ đầu giường truyền đến, Vân Khanh lập tức quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của lão phu loạn đảo, tay lại ở giữa không trung quơ, trong miệng đứt quãng nói, ngươi, mưu sát, tạ tố, ngươi, nghe vậy, mọi người sắc mặt trắng nhợt, Vân Khanh lại tiến lên phía trước từng bước, giữ chặt tay lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi, tổ mẫu, cháu là Vân Khanh, người vừa rồi tại sao lại té siêu? Lão phu nhân thần trí vẫn là chưa thanh tình hẳn, cũng không có mở to mắt, nhưng thật ra lại như người đang mộng du, nghe được Vân Khanh hỏi, lẩm bẩm nói, là tạ tố linh, nàng ta muốn giết ta, nàng muốn làm ngạt chết ta. Đuổi nàng đi, đuổi nàng đi. Chương 238, gì chúng độc. Nghe vậy mọi người sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc, thậm chí xuất hiện thần sắc khủng hoảng, toàn bộ căn phòng nhất thời yên tĩnh đáng sợ. Nghe lời của lão phu nhân trong hôn mê nói lại, ý là, là tạ di xuống tay hạ thủ với lão phu nhân. Đây là có chuyện gì, ai cũng có thể nhìn ra được, nay trong số chủ từ thẩm phủ, mặc kệ là tạ thị hay là thẩm mậu, còn có vân khanh, đối với tạ di cũng không hoan nghênh lúc trước cũng là lão phu nhân mờ miệng nói đem mẹ con các nàng đón trở về cũng chỉ có lão phu nhân còn nhớ kỹ ân cứu mạng của tạ di có thể nói trong phù người che chờ mẹ con tạ di nhất chính là lão phu nhân nàng làm sao có thể đối với một người là chỗ dựa duy nhất của mình xuống tay loại hành vi này quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm vân khanh lúc này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng nàng mơ hồ đoán được tạ di tại sao lại hành động xúc động như vậy có lẽ có liên quan đến việc buổi sáng nàng lại đây hỏi thăm lão phu nhân về bọn cướp phỉ xuất hiện ở kinh thành ngày đó. Lúc ấy đáy mắt lão phu nhân ẩn ẩn mang theo tức giận, dựa theo tính cách lão phu nhân, nói không chừng sau khi biết được chân tướng sẽ cùng tạ di nổi lên xung đột. Mà với tính cách của tạ di, rất có thể bà ta dám làm ra loại chuyện tay chơi này. Vương ma ma, đại phu tới, bích lăng vén rèm lên, đi đến, lại nhìn tình huống trong phòng, coi như so với thời điểm nàng đi ra ngoài đã tốt hơn nhiều. Này lão phu nhân sắp tỉnh lại, đại phu đến tác dụng cũng không lớn, nhưng rốt cuộc lão phu nhân còn không có tỉnh hẳn, vẫn hôn mê. Tạ thị rất là khách khí thỉnh đại phu tiến vào, để cho đại phu bắt mạch cho lão phu nhân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài chạy tới một thân ảnh nghiêng ngả lào đảo, thanh âm như khóc như kinh, hô, gì, gì, ngài mau đi xem một chút nương ta a. À. Vì ngưng tử vẻ mặt khủng hoảng, khi chạy vào còn va vào trên cửa, sau một hồi kéo rèm cửa, thân mình trực tiếp quỳ xuống đất, mãi vẫn không chịu đứng lên, lết về phía trước, lôi kéo góc váy của bà, nâng lên gương mặt tràn đầy nước mắt, khóc nói, gì, nương cháu hộp máu, xanh cả mặt, bộ dáng giống như trúng độc, người mau đi xem bà một chút đi. Tạ thị nghe vậy biến sắc, mím chặt môi, tuy rằng không thích thứ muội này, nhưng rốt cuộc cũng là người thân có cùng huyết thống, hơn nữa, nói như thế nào, nàng nay cũng là ở nhờ trong thầm phủ, nếu liên quan đến mạng người, đó là chuyện rất trọng yếu a, à. Thẩm phủ nay nhưng là nơi bệ hạ dừng chân trong chuyến Nam tuần, một việc không tốt, khả năng sẽ xúc phạm Long uy. Còn nữa, vừa rồi bà vốn là chuẩn bị đi tìm tạ di tính sổ, việc làm trước kia mặc dù quá mức, nhưng cũng chỉ là hãm hại, sự việc hôm nay lại là mưu sát là mạng người. Một người có thể tâm ngoan thủ lạc xuống tay với lão phu nhân, bà không thể lại nhớ tới tình thân mà lưu nàng ta lại trong nhà nữa. Người như vậy thật sự là quá kinh khủng, có lẽ có một ngày bởi vì bất cần, sẽ đối với Vân Khanh xuống tay, bà không muốn con của mình gặp phải chuyện như hôm nay. Cho nên, bà xoay người lại, phân phó, vương ma ma ngươi ở trong này coi chừng lão phu nhân, đại phu, làm phiền ông theo ta đi xem một người khác, Vân Khanh con cũng cùng ta cùng tới cúc khách viện vương mama nhào tới nói phu nhân nô tỳ muốn đi nô tỳ nhất định phải theo các người cùng đi đi xem loại người bị chó ăn mất lương tâm đến tột cùng đang làm cái trò gì bà là mama đắc lực nhất bên người lão phu nhân lúc này lão phu nhân gặp chuyện không may trong lòng bà rất tức giận nghĩ đến ngày xưa lão phu nhân luôn đối đãi tốt với tạ di kia tạ di thế nhưng còn hạ độc thủ với lão phu nhân như vậy thật sự là làm cho lòng người phát lạnh. Vì ngừng tử đáy mắt lóe ra lệ quang, khó hiểu hỏi, như thế nào, lão phu nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Vương ma ma nghe nàng ta còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, lập tức ánh mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén, bổ nhào lên giống to, Vân Khanh thấy vậy, nhíu mày, lập tức hô, "Vương ma ma, đại phu còn đang chờ ở đây, nếu có việc gì, để sau nói cũng không trễ, nay còn có bệnh nhân đang chờ." chúng ta vẫn nên đi nhìn kỹ trước rồi hắn nói. Nghe nói như thế, vương ma ma mới tỉnh táo lại, trông thấy đại phu đứng ở một bên, trên mặt hơi hơi nóng lên, ngày hôm nay, việc này bà thật sự đã sơ sót, đại phu còn đang ở đây, bà thiếu chút muốn nói ra chuyện tạ di xuống tay làm nghẹn chết lão phu nhân, mắt thấy thánh giá nam tuần sắp vào ở thẩm phủ, nếu truyền ra chuyện như vậy, chẳng phải là hết thầy đều đổ xuống sông xuống biển sao, trước đó tiêu phí tâm huyết, nhân lực vật lực cũng muốn toàn bộ uổng phí bà ngẩng đầu nhìn vân khanh thấy nàng sắc mặt thản nhiên nhưng trong mắt lại có tia cẩn trọng may mắn đại tiểu thư phản ứng đúng lúc bằng không không biết lại rước lấy cho thầm ra tai họa gì nữa nghĩ như thế lúc nhìn vân khanh cũng mang theo vẻ mặt cảm kích quay đầu nhìn vi ngưng tử đáy mắt lại mang theo thần sắc chán ghét cau mày nói biểu tiểu thư cô vẫn nên nhanh chóng đứng lên ở phía trước dẫn đường nói cách khác nương của cô nếu xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến người khác đã có thể không tốt rồi. Vì ngưng tử trong mắt rơi lệ, khó chịu nghẹn ngào, tiểu nha hoàn đi lên nâng nàng ta dậy, nàng ta thế này mới đứng vững, giống như không thấy được ánh mắt chán ghét của vương ma ma cùng mọi người trong phòng, gật gật đầu nói, vậy thì phiền toái gì cùng đại phu mau đi xem mẹ cháu một chút, cháu lo lắng bà trông đỡ không được, lúc rời khỏi chạy đến đây cháu thấy sắc mặt bà đã xanh sao rồi. Tạ thị thấy vậy cũng không nói nhiều, đi ở phía trước, Vân Khanh liền đi sát theo bà, đại phu cùng vương ma ma theo ở phía sau, đoàn người bước chân vội vàng đi về hướng cúc khách viện. Đến cúc khách viện, liền nhìn đến đại nha hoàn hồng tụ của tạ thị đứng ở trong viện, cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy vi ngưng tử liền đi tới, tiểu thư, ngài mau đi xem phu nhân một chút, bà vẫn còn đang hộp máu a. À. Vi ngưng tử nghe vậy nhất thời càng thêm nóng vội xoay người nói với đại phu, đại phu, phiền toái ông nhanh vào xem mẹ ta. Đại phu này cũng là người chuyên nghiệp, ngay khi nghe hồng tụ nói liền gật đầu đáp, cõng cái hòm thuốc đi theo hồng tụ bước vào trong nội viện. Tạ thị cùng Vân Khanh vẻ mặt lạnh nghiêm, cất bước vào theo, vừa vào trong nhà, đã ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, trộn lẫn một loại hương vị quái gì. Lúc này tạ di khóe miệng đã ói ra rất nhiều máu đen nha hoàn quỳ gối cạnh bà ta, không ngừng trả lau máu loãng theo khóe miệng bà ta chảy ra. Gối đầu màu xanh ngọc bà ta nằm đều bị máu loãng thâm biến thành màu đen, cả người sắc mặt tím nhợt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hắc khí. Vì ngưng tử và nội thất, nước mắt bắt đầu rơi xuống, đi đến trước giường, hô to nói, nương, nương, người làm sao vậy? Mà bên kia đại phu đã mở hòm thuốc, xuất ra gối đệm lót, nhà hoàn đem tay tạ di nâng lên, đặt lên gối đệm lót, đại phu mới bắt đầu bắt mạch, sau khi ông xem, nghe, hỏi, bắt mạch, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, lộ ra ý tứ không tốt. Các người lập tức đi lấy nước lạnh cho nàng uống, sau đó lại thúc giục nàng nhổ ra, nhớ rõ nhất định phải là nước lạnh, nước ấm đều không được. Mặt khác, cho người đi hầm nước đậu xanh mang đến. Đại phu đứng lên, nhanh chóng phân phó. Bọn nha hoàn không rõ đại phu như thế nào không ra dược, mà chính là muốn nước nhất thời bất động vì ngưng tử lập tức ngừng đầu lạnh lùng nói còn không chạy nhanh dựa theo đại phu yêu cầu đi làm chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến phu nhân chết sao sau khi bị khiển trách như thế nhà hoàn mới chạy nhanh dựa theo lời đại phu đi bưng nước lạnh nấu nước đậu xanh trong phòng tiếng bước chân vẫn không ngừng qua lại thẩm phu nhân ta có thể nói chuyện riêng với ngài được không vị đại phu này là người có vẻ cẩn thận hắn đứng lên lễ phép nói Thấy đại phu nói như thế, tạ thị lường trước sự tình sẽ không đơn giản, nhưng sau khi nghe xong lời đại phu thuật lại, sắc mặt của bà trong khoảnh khắc liền rất khó coi, bởi vì đại phu nói, thẩm phu nhân, bệnh trạng vị phu nhân này, sắc mặt biến tím, thần trí không rõ, tư chi phát run, miệng phun máu tươi, đúng là biểu hiện uống phải thạch tín. Cái gì, thạch tín, tạ thị có chút kinh ngạc mở miệng, thời điểm đang nói chuyện đem thanh âm đè thấp xuống, cam đoan ngoại trừ đại phu người bên ngoài không thể nghe được, dù sao kết quả này thật sự làm cho bà cảm thấy rất ngoài ý muốn rồi. Đúng vậy, vị phu nhân này đã uống số lượng lớn thạch tín, khiến cho nội tạng suy kiệt hư hao, cho nên tại hạ mới để cho người đi múc nước cho nàng uống rồi thúc nôn ra. Đại phu cũng không nghĩ đến, đang êm đẹp thế nhưng có người lại đi uống thạch tín, việc này hắn trước kia rất ít tiếp xúc, nhất thời trong lòng giống như kinh hoàng lan tràn ngước mắt nhìn trước cửa tầm thất nha hoàn không ngừng ra vào bưng nước lạnh, lại bưng chậu nước bị nôn ra, tạ thị thấp giọng nói, nàng còn cứu được không? Này phải xem tình huống sau khi túc nôn, nếu là sau khi nôn ra tình trạng tốt, vậy thì còn có hy vọng sống sót. Đại phu cũng không dám chắc chắn, chính là làm hết trách nhiệm nói. Vậy thì thỉnh cầu đại phu lại vào xem, tận lực đem người ở bên trong cứu sống vốn tạ thị là mang tâm lý đến chất vấn trách tội tạ di lúc này chỉ cảm thấy tâm loạn như ma tạ di làm sao có thể uống thạch tín đây rốt cuộc là sao lại thế này bên kia vân khanh cũng quan sát bệnh trạng tạ di hơn nữa nghe được cách xử lý của đại phu trong lòng đối với tình huống của tạ di đã có đoán định cho nên nàng không nhanh không chậm đứng ở đàng kia nhìn vi ngưng tử đang đứng một bên bộ dáng lo lắng trong đầu lại suy nghĩ sâu xa mà vương ma ma lúc này lại thiếu kiên nhẫn bà chủ ý là lại đây bắt lấy tạ di tên hung thủ giết người nhưng không ngờ được khi tới lại nhìn thấy tạ di hộp máu vừa rồi bà đứng ở đó nhìn đại phu lén lút cùng tạ thị nói chuyện lập tức lại đây bắt lấy đại phu hỏi nói cho ta biết nàng đến tột cùng làm sao vậy có phải chúng độc rồi hay không đại phu bị đôi tay bà bắt lấy chỉ cảm thấy cánh tay bị đau lại nghe được vấn đề bà hỏi cau lông mày vẫn như trước hữu lễ nói, vị ma ma này, chuyện vị phu nhân này ta đã nói cho thẩm phu nhân, nếu người muốn biết, có thể hỏi nàng là được. Cái này, vương ma ma mới buông lòng tay ra, bước tiếp bước chân mạnh mẽ, đi đến bên người tạ thị, đầu tiên là hành đại lễ, sau đó nói, phu nhân, người nói cho nô tỳ đến tột cùng tạ di nàng là làm sao vậy, nàng có phải hay không trúng độc rồi. Tạ thị nhìn lướt qua nội thất, vừa rồi bộ dáng tạ di ai nhìn đến đều đã đoán được là chúng độc, chỉ là có chút kỳ quái, làm sao có thể uống nhiều thạch tín như vậy, đến tột cùng là chính nàng uống, hay là có nguyên nhân khác. Nghĩ nghĩ, tạ thị kêu vương ma ma cùng vân khanh đến đại sảnh mới thận trọng nói, vừa rồi đại phu nói cho ta biết, nàng chúng là độc thạch tín, hiện tại đại phu đang cứu chữa, có thể cứu trở về hay không còn chưa biết. Vương ma ma sắc mặt kinh hãi, bà bắt đầu chính là thấy tạ di vẻ mặt biến tím, lại miệng phun máu tươi, thời điểm buổi sáng vẫn là một người khỏe mạnh cường tráng, buổi chiều lại biến thành như vậy, chỉ có trúng độc mới có bệnh trạng như vậy, lúc trong lòng bà thầm đoán vẫn có chút không chắc chắn, nay tạ thị khẳng định, bà cũng có chút không tiếp nhận được. So sánh với bà ta, Vân Khanh liền chấn định hơn, nghe đến việc tạ di trúng độc. Trên mặt nàng biểu tình cơ bản cũng không còn soi nhiêu biến hóa, vẫn như trước thản nhiên, bởi vì ngay từ đầu nàng đã đoán ra bệnh trạng tạ di là vì sao rồi lúc này nàng quay đầu nhìn về phía tạ thị trong miệng mang theo nghi vấn đôi mi thanh tú hơi nhăn lại nương chuyện tạ di bị trúng độc trong đó có cổ quái vương ma ma lúc trước nhìn thấy nàng rời đi vinh tùng đường vẫn tốt đẹp như thế nào mới một lát đã trúng độc việc này nhất định không đơn giản vương ma ma nghe vậy lập tức gật gật đầu nói đúng vậy nàng làm sao có thể đột nhiên trúng độc này cần phải thẩm vấn nha hoàn ở cúc khách viện bằng không chuyện lão phu nhân cứ như vậy trôi qua sao đáy lòng bà là nhớ kỹ chuyện của lão phu nhân thời điểm nói chuyện đáy mắt lóe ra tiêu oán hận tạ thị hiểu được suy nghĩ của bà cũng hiểu được việc này quả thật không bình thường thạch tín thứ này thuộc loại chất kịch độc sẽ không tùy tiện có ở gia đình bình thường tạ di hiện tại sinh tử không rõ cũng không thể mở miệng nói chuyện biện pháp duy nhất chính là thẩm vấn nha hoàn phía dưới nhìn xem đến tột cùng là vì sao nghĩ đến đây bà vừa muốn đi ra đem nha hoàn tập trung lại vân khanh sau khi nghe được lời của bà trong ánh mắt mang theo một tia phủ định lắc đầu nói nương không thể vương ma ma đang chuẩn bị xoay người nghe được vân khanh ngăn trở quay lại liền hỏi như thế nào không thể lúc này nếu không thẩm vấn các nàng làm sao tìm hiểu được vấn đề thạch tín vân khanh vẫn mỉm cười Ninh hướng vương ma ma trong ánh mắt có ý cười, vương ma ma thỉnh không nên nóng lòng, vân khanh cũng không phải không thẩm vấn các nàng, mà là nay cúc khách trong viện nô tài chiếm phần đông, lúm cuống tay chân, nếu là đem các nàng cùng nhau thẩm vấn, bí mật khó giữ. Nếu nhiều người biết truyền ra không tốt, nếu muốn thẩm vấn, tiểu nha hoàn biết chuyện cũng không nhiều, không bằng hỏi hai đại nha hoàn hầu hạ bên người tốt hơn, gần nhất tránh cho mọi người chú ý. Thứ hai, nội dung hỏi cũng càng hữu dụng. Thật là như vậy, vừa rồi là nô tỳ thiếu suy xét rồi. Vương Mama gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn tạ thị, rốt cuộc trưởng gia trong nhà hiện nay vẫn là tạ thị, chỉ thấy tạ thị gật đầu, bà liền chạy nhanh đi ra ngoài. Đem Hồng Vân cùng Hồng Tụ hai đại nha hoàn gọi đến đại xanh. Hồng Tụ cùng Hồng Vân chính là hai trong số bốn đại nha hoàn khi trước thẩm phủ cấp mua, hai người khác bởi vì hầu hạ không hài lòng, bị tạ di biếm đi làm thô sử nha hoàn rồi. Hai người bọn họ vừa tiến đến, liền quỳ xuống vội tới cùng tạ thị và vân khanh hành lễ. Tuy nói hai người bọn họ không phải chủ tử của các nàng, nhưng hiển nhiên hai người vẫn biết người tạ di cùng vi ngưng tử vẫn dựa vào là ai. Vân khanh ánh mắt đầu tiên rơi xuống trên người hồng tủ, ngay từ đầu lúc tiến vào cửa viện, là nha hoàn này ở cửa trông chừng. Nghe nói lúc ấy là nàng đẩy cửa vào xem, nhìn đến trạng huống của tạ di, mới vội thông chi những người khác. Chỉ thấy Vân Khanh ngồi ở trên ghế bành gỗ hoa lê, giơ tay lên vuốt ve nếp uốn hơi hơi nhăn lại trên chiếc váy, chậm rãi ngẩng đầu nghiêng mặt nói, ngươi gọi hồng tụ đúng không? nha hoàn tên hồng tụ cúi đầu nói, chính là nô tỳ Tuy rằng nàng cực lực che giấu cảm xúc khẩn trương của mình, nhưng trong thanh âm run nhẹ nhẹ đã để cho Vân Khanh nghe ra. Người chớ khẩn trương, ta chỉ là hỏi ngươi, phu nhân nhà ngươi như thế nào đột nhiên trở thành như vậy, ngươi đem toàn bộ quá trình ngươi biết nói cho ta nghe. Vân Khanh ngữ điện tử tốn, lời nói không nhan tôn nhan chậm, làm cho hồng tụ trong lòng hơi hơi buông lòng, cảm xúc khẩn trương giảm bớt một chút, lại may mắn Vân Khanh không giống như tạ di thích đem hại nhân đánh chửi trách cứ, nàng giảm bớt cảm xúc sợ hãi, mới mở miệng nói, sự tình là như vậy, giữa trưa đã đến giờ dùng bữa, tiểu thư nói phu nhân ở bên trong như thế nào còn chưa dậy nữa. Liền sai nô tỳ đi vào đánh thức phu nhân, cùng nhau dùng cơm trưa. Nô tỳ sau khi nghe lệnh, liền đẩy cửa đi vào. Vừa vào nội thất, chuẩn bị gọi phu nhân. Kết quả sau khi hô vài tiếng, thấy phu nhân không có phản ứng, liền đi tới đầu giường gọi. Kết quả liền thấy. Thấy phu nhân ở khóe miệng hộp máu, sắc mặt cũng xanh sao. Nô tỳ hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, sau đó tiểu thư cùng hồng vân các nàng nghe thấy chạy tiến vào tiểu thư vừa thấy phu nhân như vậy liền gấp đến độ hô to vài tiếng tiếp theo bỏ chạy đi ra ngoài nói muốn đi thỉnh đại phu sự tình phía sau tự nhiên chính là bắt đầu màn này vì ngừng tử đi tìm tạ thị xin bà đi mời đại phu kết quả tìm đến vinh tùng đường nghe xong toàn bộ sự tình vân khanh giữa hai hàng chân mày lộ ra tiên ngưng trọng khóe miệng cũng hơi hơi mím lại ánh mắt mang theo một chút trầm tư, nghe lời hồng tụ nói, nàng vừa tiến vào thì ngay lúc đó tạ di ở trên giường trúng độc, không nói đến độc này tạ di đến tột cùng tại sao lại uống, chỉ riêng việc nhiều thạch tín như vậy, tạ di làm sao có thể có được đây. Các người biết trong phòng có thạch tín hay không, Vân Khanh cũng không chất vấn chuyện khác, ngay câu tiếp theo đa đem chuyện mình muốn biết hỏi ra. Hồng tụ đáy mắt nhớ lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Vân Khanh, nhẹ giọng nói thạch tín này là nô tìm mua tạ thị nghe được nơi này đã muốn nhịn không được mở miệng hỏi cái gì người ấy mua nhiều thạch tín như vậy làm gì thanh âm của bà lên cao lại mang theo chút tàn khốc thạch tín này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể mua một nha hoàn mua nhiều thạch tín như vậy chẳng lẽ là chuẩn bị có ý định mưu hại sao hồng tụ vội vàng lắc lắc đầu trên mặt lo lắng lại kinh hoàng giải thích không phải không phải thẩm phu nhân, thạch tín này là phu nhân sai nô tỳ mua. Nói bậy, ai lại không có chuyện gì mua nhiều thạch tín như vậy đặt ở trong nhà. Vương Mama ở một bên nghe, lập tức cau mày khiển trách nói. Không có, thật sự, thật sự, là phu nhân sai nô tỳ mua về. Phu nhân hai tháng trước trên đùi có một vết thương mưng mủ lở loét, làm sao cũng không hết. Bà sau lại thỉnh đại phu, đại phu nói phần thịt đã muốn hư cần phải loại bỏ phần da thịt hư thôi bên ngoài trong phương thuốc đại phu kê có một vị thuốc là thạch tín thạch tín này là lúc trước phu nhân sai nô tỳ đi mua về mỗi lần đều là dựa theo phương thuốc đại phu kê thêm vào một chút thạch tín ở bên trong lời này tuyệt đối không nói dối cả hồng vân cũng biết đến hồng tụ hiển nhiên bị vương ma giống run rẩy hoảng sợ nhanh chóng đem sự tình nguyên nhân từ đầu đến cuối nói ra miễn cho chính mình bị hoài nghi ác ý mua thạch tín đến độc hại, chủ tử, đây chính là thiên đại tội danh a. Hồng Vân ở một bên quỳ, khẳng định nói, xác thực như thế, phương thuốc này phu nhân buổi tối mỗi ngày đều phải dùng, xoa ở trên vết thương bị lở loét, thời điểm nô tỳ trực đêm cũng từng giúp ngài ấy thoa thuốc. Mắt thấy Hồng Vân đều mở miệng nói, hồng tụ đáy mắt hàm chứa nước mắt, nhìn Vân Khanh cùng Tạ thị Hy vọng có thể đủ chứng minh trong sạch chính mình, nếu thẩm phu nhân cùng thầm đại tiểu thư vẫn còn hoài nghi, các ngài có thể đi nhìn xem chân phu nhân, còn có đơn thuốc đại phu đã kê thì sẽ biết được lời nô tỳ nói có phải là thật hay không rồi. Vương mama còn muốn mở miệng nói cái gì, Vân Khanh thản nhiên nhìn bà liếc mắt một cái, tuy rằng không sắc bén, cũng không có nhíu mày, nhưng Vương mama chỉ cảm thấy lời sắp nói ra liền bị mắc kẹt trong cổ họng nói không nên lời, đáy mắt mang theo ba phần ủy khuất. Vân Khanh thản nhiên thở dài, lúc ở thư viện, phu tử nói qua, thạch tín mặc dù là vật đại độc, nhưng đồng dạng cũng là một loại y dược, nếu dùng thích hợp cũng có thể chữa bệnh cho người, theo lời hồng tụ xác thực như thế. Nếu không phải đại phu, người bình thường chắc là không biết biết thạch tín còn có loại hiệu quả này, loại vật đại độc vật, không đến vạn bất đắc dĩ, Bình thường đại phu chắc sẽ không kê trong đơn thuốc, bởi vì dược tính của nó thật sự là rất mạnh. Nghĩ đến Tạ Di trước đó ở Vinh Tùng Đường đối lão phu nhân hạ độc thủ, nay lại nuốt thạch tín, này thạch tín cũng là chính nàng sai người ta mua trở về, Tạ thị bỗng dưng nảy ra một suy đoán khác. Bà nhích qua tới gần Vân Khanh, thấp giọng nói, "Vân Khanh, con nói Tạ Di có phải hay không sợ tội tự sát?" Sợ tội tự sát vân khanh rũ xuống rẻ mắt lông mi thật dài như cánh bướm tôn lên một đôi mắt phượng xinh đẹp giống như hoa hồng điểm sương sớm diễm lệ không thể nói chỉ có chính nàng biết trong đôi mắt kia mang theo cũng là một chút châm chọc cùng hoài nghi tạ di sẽ sợ tội tự sát khả năng này thật sự là không cao ít như tạ di một người chỉ biết tư lợi ngay cả người thiệt tình đối đãi với bà ta tạ thị bà ta cũng có thể mưu hại loại người ngay cả tỳ tỳ ruột thịt đều tinh kế, cho dù là giết người, trước tiên đại khái cũng không phải tự trách cái gì, kinh hách có lẽ là có, nhưng là ái náy phỏng chừng là không có khả năng. Nhưng chỉ bằng một chút kinh hách sẽ làm cho tạ di uống thạch tín tự sát sao? Vân Khanh trong lòng không hoàn toàn đồng ý loại ý nghĩ này. Nhưng chỉ dựa vào suy nghĩ của riêng nàng, cũng không quyết định được cái gì. Lông mi dài theo động tác dương mắt của nàng nhẹ nhàng giật giật, Vân Khanh chậm rãi hỏi: Vậy hôm nay các ngươi có phát hiện phu nhân các ngươi hoặc là tiểu thư có điểm gì khác thường gì không? Điểm khác thường coi như không có. Hồng Tụ nghĩ một chút, phủ nhận nói: Các người thật sự ngẫm lại lần nữa đi. Vương Ma Ma khiển trách: Bà hiện tại một chút cũng không hy vọng Tạ Di chết đi, cũng không muốn nàng ta liền như vậy sợ tội tự sát. Chuyện Tạ Di muốn giết chết lão phu nhân là không thể thay đổi, không thể tha thứ. Vừa lúc đó, Hồng Vân tự hồi nhớ ra cái gì đó, bộ dạng phân vân muốn nói lại thôi, bộ dáng này của nàng ở trong mắt Vương Mama tự nhiên là không được tốt, lập tức đã bị điểm danh nói, "Hồng Vân, ngươi có việc gì thì nói, không cần ấp a ấp úng, ở trước mặt chủ tử lộ ra bộ dạng như vậy, còn ra thể thống gì?" Bị Vương Mama giăn dậy như vậy, Hồng Vân ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, thấy nàng mặt mày dịu dàng, trong đôi mắt mang theo ánh nhìn mong đợi tâm tình bình tĩnh, mới mở miệng nói, phu nhân sau khi trở về, là tiểu thư diều bà đi vào ngồi một hồi, phu nhân còn cho cả nhóm nô tỳ đi ra, sau đó nô tỳ thấy lúc tiểu thư đi ra, thần sắc có chút cổ quái, hình như. chương 239, thành người thực vật. Người nói cái gì, ngày thường, vương mama luôn giữ bình tĩnh, nhưng hôm nay lại khẩn trương như vậy. Làm cho tạ thị ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn nàng ta. Hồng Vân nhớ lại nói, ánh mắt tiểu thư có chút hồng hồng, giống như là mới khóc xong. Bất quá, chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ, tiểu thư vốn cũng rất hay khóc. Tạ di tính tình đã không tốt, lúc tức giận sẽ chút giận lên tiểu thư, chuyện này ở vi phủ cũng không phải là chuyện bí mật, chỉ là mỗi người đều giả bộ không biết thôi. Trực giác của Vân Khanh mách bảo nàng, chuyện này có điểm kỳ quái, từ sau khi tạ di trở về, nếu là sợ tội muốn tự sát, vì ngưng tử còn sai nha đầu kia vào đây kể lại chuyện của hai mẹ con Tạ Di ở Vi phủ làm cái gì? Nghĩ đến đây, Vân Khanh xoay đầu lại, nói với Tạ thị, "Gì trúng độc hay là mời biểu tỷ đến, dù sao nàng ta hẳn cũng rất rõ ràng chuyện này." Tạ thị đồng ý với lời nói của nàng, dù sao Tạ Di bây giờ bên người cũng không có ai thân thích, chỉ có mỗi người nữ nhi này, vì thế mọi chuyện cũng chỉ có thể nói với nàng ta, vì vậy Tạ thị phân phó, "Hồng Vân, ngươi đi mời tiểu thư của ngươi qua đây hồng vân nhận mệnh đi ra ngoài một lúc sau đó mang theo vi ngưng tử quay về lúc này thấy nàng ta hai mắt sưng đỏ trong mắt còn ngân ngấn nước hành lễ với tạ thị thanh âm khàn khàn do khóc quá nhiều làm người ta không khỏi thương tiếc đứng lên rồi ngồi xuống đi tạ thị ngữ khí thể nhiên không có cảm tình gì với nàng ta Lúc này tâm tình tạ thị có chút phức tạp cho nên lúc đối mặt với vi ngưng tử cũng không biểu hiện bao nhiêu thương cảm đối với nàng ta. Vi ngưng tử cầm lấy khăn châm khóe mắt, được Hồng Vân giúp đỡ ngồi vào ghế hoa lê đối diện với Vân Khanh, lúc này mới lên tiếng, không biết gì cho gọi có việc gì. Có phải nương cháu xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc nàng ta nói xong câu sau cùng, ngữ khí có chút vội vàng, ánh mắt vẫn không rời đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào tạ thị, ánh mắt mang theo tia lo lắng. Tạ thị nhìn nàng ta một cái, chậm rãi nói, ân, nương của ngươi trúng độc là do uống phải thạch tín, bây giờ đại phu đang trị bệnh cho nàng. Nương ta uống phải thạch tín, vì ngưng tử cả người run lên, lại hỏi, nương ta làm sao có thể uống phải thạch tín, có phải là có người hạ độc hay không? Nàng xoay đầu lại, đối mặt với Hồng Vân và Hồng Tụ, trong ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ, có phải là các ngươi hạ độc nương ta hay không? không phải tiểu thư, không phải nô tỳ làm. hồng vân cùng hồng tụ bị bộ dáng của nàng ta làm cho hoàng sợ, vội vàng dập đầu phủ nhận. không có khả năng. nếu không phải do có người hạ độc thì làm sao nương ta uống phải thạch tín? các ngươi không cần chối cãi, nhất định là các ngươi. vì ngưng tử đứng lên, chỉ vào mặt hồng vân và hồng tụ quát. vương ma mà, mà nhìn hồng vân và hồng tụ sợ đến phát run trong lòng thật không thoải mái, cùng là nô tỳ như nhau, lúc này bà không khỏi dậy lên cảm giác thương xót, cảm thấy vi ngưng tử cậy thế bức người, hừ lạnh một câu nói, biểu tiểu thư không cần oan ủng người khác, tạ di bị dèm pha như vậy, vốn là muốn tự tử, không phải do người khác hạ độc, hơn nữa không chừng là muốn hạ độc bọn ta cũng nên. Dèm pha, dèm pha cái gì cơ? Vì ngưng tử nghe thấy lời của vương ma ma liền xoay đầu lại, vì xoay quá mức mạnh cho nên làm những viên thủy tinh trên chiếc châm cài va chạm vào hai má của nàng, trong cặp mắt của nàng hiện lên hàn ý. Còn là chuyện gì nữa, tạ di suýt chút nữa hải chết lão phu nhân, nàng sợ quá uống thuốc độc tự sát, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Vương ma căm giận nói, vì ngưng tử gương mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm, giống như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, hoảng sợ, nàng ngừng mặt lên, mở to con mắt nhìn vương ma ma, giống như là muốn nhìn ra bà ta đang nói dối mình. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, thì nàng biết đây hoàn toàn là sự thật, khó trách, khó trách, nương nói với ta nhưng lời kỳ quái như vậy. Vân Khanh quan sát thấy thần sắc của nàng ta thành ra như vậy, trong miệng lại lầm bẩm cái gì đấy, liền hỏi, gì nói với ngươi những gì? Vì ngưng tử nâng lên mí mắt đầy lệ, nhìn thoáng qua Vân Khanh, môi run rẩy hai tay xoắn chặt khăn tay chậm rãi nói sáng nay nương đột nhiên đến phòng của ta cầm lấy tay ta bắt đầu rơi lệ ta hỏi nương làm sao nương cũng không chịu nói cho ta khóc một lúc rất lâu ta nhìn đến đau lòng nên đưa nương đi nghỉ đến lúc vào trong phòng ngủ nương liền cho hạ nhân hầu hạ bên người lui hết ra bên ngoài nương liền nói với ta rất nhiều nương nói ta cũng đã đến tuổi cập kê sau này sẽ là đại cô nương phải chiếu cố đến mình thật tốt phải học cách làm mẫu chủ đương gia. Nghe lời nói của nương có phần kỳ quái, nhưng lại nghĩ sắp tới ngày rỗ của phụ thân cho nên nương mới như vậy, nên ta nghĩ cũng không có việc gì. Sau đó nương bảo là muốn uống trà do ta pha, ta bèn pha một chén tả mang đến cho nương, xong nương bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bảo ta đi ra ngoài không được làm phiền nương, ta theo lời phân phó hạ nhân không được làm phiền nương, cho đến tận giờ cơm trưa mới sai hồng tụ đến mời nàng dùng bữa. Cuối cùng lại, Nàng ta vừa nói, nước mắt giống như mưa rơi xuống, dường như không thể dừng được, âm thanh dần dần trở nên nhức nở, đến cả vương mama đang oán giận cũng không khỏi mềm lòng. Hồng Vân và Hồng Tụ cũng khóc theo nàng ta, chỉ có Vân Khanh là không bị nước mắt của nàng ta đà động, thần sắc vẫn không đổi mà nhìn nàng ta. Từ lúc vi ngưng tử đến đây, ngoại trừ khóc và thương tâm, thì cũng không có gì khác là hơn nữa những lời nói của vi ngưng tử cũng không có nửa điểm sai sót cùng với lời của hồng vân và hồng tụ có liên quan đến nhau chuyện vi ngưng tử khóc có thể hiểu là do sắp tới ngày rỗ của phụ thân nhưng trực giác của vân khanh mách bảo nàng rằng chuyện này không đơn giản như vậy thấy vi ngưng tử khóc thương tâm đến thế tạ thị ngồi một bên cũng muốn nói vài câu an ủi vân khanh cảm thấy nếu chỉ ngồi trong này như vậy thì không tốt cho nên đứng lên nói với vi ngưng tử Biểu tỷ, có thể cho muội mượn Hồng tụ đi xem xét một chút được không? Mặc dù Hồng tụ là do Thẩm gia mua, nhưng khế ước bán thân lại do Tạ Di cầm, mà Tạ Di là nương của Vi Ngưng Tử cho nên nàng ta cũng là chủ nhân của Hồng tụ, nàng hỏi câu này là muốn hỏi ý kiến của chủ nhân nha hoàn. Vi Ngưng Tử cúi đầu suy nghĩ, gật gật đầu, biểu muội cứ việc xem xét, ta thật không tin được nương lại làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, nương cùng lão phu nhân tình cảm rất tốt không thể nào mà tự sát được, nhất định có chỗ nào không đúng. Lúc này nàng ta trả lời, có vẻ nói năng lộn xộn, thương tâm đến cực điểm, liều mạc lắc đầu phủ nhận, lặp đi lặp lại rằng tạ di không có giết lão phu nhân, không tin tạ di tự sát, nói hung thủ hoàn toàn là một người khác. Vân Khanh cẩn thận nhìn lên mặt nước trong chén trà trên bàn một lúc, cảm thấy nàng ta khóc đến mức hít thở không thông, trong lòng đau xót tận cùng. Không có vẻ gì là giả dối. Nàng thu hồi ánh mắt, xoay người gọi Hồng tụ đi ra ngoài sảnh, nơi này có phải là đã có người động qua. Hồng tụ đỏ mắt lắc đầu, không có, nô tỳ đã phân phó với những người khác không được động đến, phòng lúc quan phủ có đến điều tra không tìm thấy chứng cứ gì. Phản ứng đầu tiên là nghĩ Tạ Di bị người ta mưu hại, dù sao Tạ Di ngày thường đều mang dáng vẻ cao ngạo, không ai có ấn tượng tốt với bà ta cả không thể nghĩ được là bà ta sẽ tự sát. Huống hồ lúc đấy căn bản hồng tụ không biết là tạ di làm tức chết lão phu nhân. Vân Khanh nhìn xung quanh một chút, từ cửa đi vào là một bộ bình phong theo tứ bình cùng cúc khánh viện tương xứng, vào cửa là một bức tranh sơn thủy treo ở giữa, hai cây ghế bành rộng rãi, trái phải hai bên để ghế gỗ lê vàng, ở giữa hai cây ghế là một bàn trà, trên bàn còn có hoa tươi, đây là bố trí cơ bản của căn phòng này tầm mắt của nàng rơi vào một cái bàn trên bàn là một chén trà nàng đi qua thấy trong chén trà còn thừa một ít bã trà vân khanh cầm lấy đặt ở trước mũi ngửi ngửi nhìn thật kỹ nói với hồng tụ đem châm bạc trên đầu ngươi xuống cho ta thử một chút hồng tụ không biết nàng muốn làm cái gì nhưng vẫn rút châm xuống dùng hai tay dâm lên cho vân khanh sau khi vân khanh tiếp nhận đem châm bạc chạm vào nước trong chén trà toàn bộ phần châm bạc tiếp xúc với nước trà đều biến thành màu đen. Hồng tụ thấy vậy, nhỏ giọng hô, trong trà này có độc. Đúng vậy, nước trà này bên trong có chứa thạch tín. Hôm nay nàng cài châm ngọc bích, cho nên chỉ có thể mượn châm bạc của hồng tụ để thử nghiệm. Thạch tín cùng bạc có phản ứng cực kỳ mạnh, chỉ cần vừa tiếp xúc, bạc sẽ biến thành màu đen, nhìn châm bạc hiện tại, khẳng định lượng thạch tín trong trà không hề nhỏ đây chính là chén trà tạ di uống nên mới trúng độc sao hồng tụ nhìn chén trà kia đáy mắt không nói nên lời kinh ngạc nàng chỉ là một nha hoàn không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy trong lòng sợ hãi vô cùng vân khanh gật đầu đem chén trà đặt lên trên bàn sau đó xem xét xung quanh nàng hơi cúi đầu ở kẽ bàn phát hiện ra một mẩu giấy màu đỏ hồng tụ theo ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy tờ giấy kia xoay người cầm mảnh giấy lên cẩn thận nói với Vân Khanh, tiểu thư, bao gói thạch tín này đúng là do nô tỳ mua. Bởi vì thạch tín là kịch độc cho nên tiệm thuốc cố tình dùng giấy màu đỏ thẫm bọc bên ngoài, tránh gây nhầm lẫn với các dược liệu khác. Tầm mắt Vân Khanh nhìn trên mảnh giấy màu đỏ, Vân Khanh nhận ra bột phấn trắng trên giấy chính là thạch tín không còn nghi ngờ gì nữa. Theo tình hình trước mắt mà xem xét, sau khi Vi Ngưng Tử đem chén trà cho tạ di, Tạ Di chính mình bỏ thạch tín vào trong chén trà, thuận tay đem giấy gói lại, sau đó uống chén trà rồi đến giường nằm ngủ, yên lặng chờ cái chết. Mặc Kệ lời nói của nha hoàn, mặc kệ lý do thoái thác của Vi Ngưng Tử, hiện trường vụ án đều chứng minh là Tạ Di do hại chết lão phu nhân, sợ tội cho nên uống thuốc độc tự sát. Vân Khanh nhìn bã trà màu vàng còn thừa trong chén trà cùng với giấy gói thạch tín màu đỏ lâm vào trầm tư, cho nên lúc Tạ thị, Vi Ngưng Tử Vương Ma Ma cùng Hồng Vân từ tiền sảnh tiến vào nàng cũng không phát hiện ra. Vì ngưng tử nhìn đến vỏ giấy màu đỏ trong tay của Hồng Tụ, vừa mới ngừng khóc, thân thể lại nhũn ra muốn ngã xuống làm cho Hồng Vân cố hết sức mới đỡ được không làm vi ngưng tử bị ngã. Đây, nương chính là uống thạch tín trong gói này sao? Hồng Tụ khó xử nhìn vi ngưng tử, trong tay giống như là nắm phải cục than đỏ, không biết mở miệng như thế nào, Vân Khanh vốn không muốn nói nhưng nhìn đến hồng tụ đang á khẩu không dám nói, lại nhìn xuống chén trà, có lẽ thạch tín được bỏ vào trong chén trà này. Nàng đưa chiếc châm bạc ra trước mặt mọi người mọi người xem, châm bạc đưa vào trong chén trà, bị biến thành màu đen. Đấy là chén trà do ta pha, lúc pha không có thạch tín, làm sao lại? Vì ngưng tử che miệng, tận lực kìm nén tiếng khóc lớn. Tạ thị thở dài, nàng hẳn là muốn lần cuối uống trà do chính tay nữ nhi của mình pha tạ thị nghĩ nếu là mình trước lúc chết điều làm bà luyến tiếc nhất chính là con cái ra đi cũng không an tâm về chúng tạ di lúc đấy hành xử với vi ngưng tử như vậy âu cũng là chuyện đương nhiên mảnh nội sảnh được vén lên đại phu được nha hoàn dẫn đi ra vi ngưng tử thấy đại phu vội vàng hỏi đại phu như thế nào nương của ta liệu có cứu được không Đại phu dương mắt nhìn nàng, thấy nàng hai mắt sưng đỏ, thần sắc lo lắng, khóc quá nhiều nên mất sức. Trong lòng thầm nghĩ hẳn đây là một nữ nhi có hiếu, chỉ tiếc hắn nuôi tiếc nói: vì phu nhân uống phải lượng thạch tín quá lớn, lượng thuốc như vậy có thể giết chết hai con trâu. May mà phát hiện sớm, tuy rằng độc đã sắp tới nội tạng, nhưng chưa ăn mòn toàn bộ. Sau khi ép chất độc, nhưng chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng, giữ cho nàng một hơi thở mà thôi nếu muốn biết rốt cuộc như thế nào thì phải đợi đến ba ngày sau nếu tỉnh thì tuy có thể tổn hại đến thân thể nhưng coi như là mạng lớn nếu không tỉnh lại thì sẽ như thế nào vì ngưng tử không đủ kiên nhẫn nghe đại phu thao thao bất tuyệt vội vàng hỏi nếu như vẫn không tỉnh chỉ sợ cả đời này chỉ có thể nằm một chỗ trên giường làm hoạt nhân tử mà thôi người thực vật đại phu nói ra mang theo vẻ mặt tiếp nuối vì ngưng tử nghe xong lập tức cả người mềm nhũn, mất trên người Hồng Vân. Cúc khách viện lại một trận nháo loạn, luống cuống tay chân, cũng may vì ngưng tử chỉ là thương tâm quá độ cho nên sau khi đại phu thi châm liền tỉnh lại. Tạ thị vốn là muốn đến truy cứu chuyện tạ di hải lão phu nhân suýt chết, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tạ di trúng độc quá nặng, người còn đang hôn mê, phải ba ngày sau mới có thể truy cứu làm rõ được mà vi ngưng tử thương tâm quá độ mất đi, nàng cái gì cũng không biết, tạ thị cũng không muốn làm ra chuyện hạ thấp thân phận của trưởng bối như bà mà lại đi làm khó dễ một tiểu bối như vậy. Vì vậy tạ thị chỉ có thể nói vài câu an ủi vi ngưng tử để tránh cho nàng quá thương tâm, chờ thêm ba ngày sau rồi lại tính tiếp, ngay cả vương ma ma cũng không nói nên lời, chỉ đứng một bên nhìn tạ di. Vì ngưng tử tựa vào đầu giường, thoạt nhìn thập phần suy yếu nhìn tạ thị cảm kích nhẹ giọng nói gì cháu sẽ chăm sóc cho nương thật tốt nhất định nương sẽ tỉnh lại còn chuyện của lão phu nhân nếu thật sự là nương làm nàng nói xong liền ngừng một chút trong giọng nói mang theo đau thương không nói nên lời rồi lại ngừng đầu lên nương nhất định sẽ tỉnh lại cháu tin tưởng nương tuyệt đối sẽ không làm chuyện kia nương căn bản không có lý do gì phải làm vậy cả tạ thị cũng không muốn tranh cãi với nàng chuyện này Tạ Di là mẫu thân của Vi Ngưng Tử, nàng bênh vực mẫu thân của mình cũng là lẽ đương nhiên, bất quá sắc mặt của bà có chút xa cách từ chối cho ý kiến, nói, chờ ba ngày sau, nhìn tình hình của nương ngươi rồi hãy nói. Vi Ngưng Tử nghe ra giọng điệu của Tạ Thị nói với mình không có vẻ gì là hờn giận cả, nàng ta cúi mắt xuống nói, gì cùng biểu muội chắc là mệt lắm rồi, hai người cứ về trước đi, cháu sẽ chăm sóc cho nương thật tốt. Tạ thị thoáng cái bị hai sự kiện hôm nay làm cho mệt mỏi, cũng không khách khí, bà còn muốn trở về xem lão phu nhân, vì vậy cho Hồng Vân và Hồng Tụ ở lại, còn mình và Vân Khanh thì đi ra khỏi cúc khách viện. Vừa ra khỏi cổng cúc khách viện, liền nhìn đến thẩm mậu một thân phong trần vội vội vàng vàng chạy về phía bên này, hôm nay hắn đi gặp một người bạn ở Nhật Bản tới chơi trong thị trấn, vừa mới vào thành, liền nghe Lý tư báo lại chuyện xảy ra lập tức hủy buổi tiệc rượu tối mà chạy về nhà vừa thấy tạ thị cùng Vân Khanh ở trước sân, khẩu khí dồn dập hỏi, mẫu thân ra sao rồi? Tạ thị biết hắn lo lắng nên vội vàng nói, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Thẩm mẫu nghe vậy, thầm thở ra một hơi, trong lòng như chốt được gánh nặng, cước bộ vội vàng đi tới phòng của lão phu nhân, bích lăng bưng một chén thuốc đang bón cho lão phu nhân uống, nàng ngồi ở đầu giường, còn đầu lão phu nhân thì nằm trên đùi nàng, ánh mắt vẫn nhắm. Bích lăng thổi nguội thuốc để bón vào miệng cho lão phu nhân, nhưng hơn phân nửa thuốc bị trào ra ngoài miệng lão phu nhân chảy xuống. Bích bình thỉnh thoảng dùng khăn lau thuốc bị chảy ra ngoài. Thấy tình trạng của mẫu thân mình như vậy, thầm mậu trong lòng lo lắng, tiến lên hỏi, lão phu nhân như thế nào rồi? Bích lăng thấy là thầm mậu tới, đáp, đại phu bảo không có vấn đề gì lớn, ngày mai sẽ tỉnh lại. Đem thuốc cho ta thẩm mậu tiếp lấy bát thuốc từ tay của bích lăng sắc mặt bình tĩnh đút từng ngụm từng ngụm thuốc cho lão phu nhân tạ thị thấy vậy liền cho bích bình cùng bích lăng lui ra ngoài chính mình lại đứng vào vị trí của bích bình lúc nãy thay lão phu nhân lau thuốc nơi khóe miệng lúc này nội tâm của bà bất an giống như có ai đánh trống trong ngực mình thần sắc bất an nhìn đến gương mặt của thẩm mậu hắn một chút cũng không nhìn về phía bà lần này bà biết thẩm mậu thật sự rất tức giận muội muội của mình sống nhờ ở thẩm gia thẩm mậu cũng không than phiền một tiếng nuôi ăn ở nhưng ai ngờ cách nàng ta trả ơn là xuống tay với lão phu nhân muốn hại chết lão phu nhân lão phu nhân là nương của hắn tất nhiên là làm cho thẩm mậu rất tức giận tạ thị biết mình đối lý trong lòng có lời muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào cho phải nên chỉ còn cách âm thầm ngồi một bên lau khóe miệng cho lão phu nhân đến lúc thầm mậu bón thuốc cho lão phu nhân xong mới mạnh dạn mở miệng lão gia nàng ta sợ tội nên tự sát hiện tại vẫn chưa tỉnh lại thẩm mậu tiện tay đặt chén thuốc lên chiếc bàn con bên cạnh ngước mắt nhìn tạ thị hơi thở hỗn loạn không che được sự tức giận hiện tại trong lòng nàng không cần phải nói nữa nếu nàng ta may mắn còn bảo toàn được tính mạng thì ta sẽ đưa nàng ta đến quan phù hắn sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện một hơi liền chặn ở nửa ngực cũng biết tạ thị sau khi nhìn thấy hắn thần sắc cũng trở nên khẩn trương, luôn luôn quan sát hắn, động tác cũng mang theo một chút lấy lòng. Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, tạ di là hại đến nương của hắn, muốn tức chết lão phu nhân. Nhưng tạ thị là tỷ tỷ của tạ di, nếu là người khác, thì hắn có thể từ lúc nắm rõ sự việc trực tiếp phát tiết sự phẫn nộ của mình. Nhưng lúc này lại nhìn tới bộ dáng của tạ thị, làm cho hắn không nỡ, dù sao tạ thị cũng không làm sai cái gì ai lại ngờ được Tạ Di phát điên làm ra chuyện kia. Vì thế Thẩm Mậu đứng lên, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều, ta không có trách nàng. Nói xong liền bước ra ngoài, phân phó Bích Bình cùng Bích Lăng đi vào hầu hạ lão phu nhân. Tạ thị nhìn bóng lưng của hắn đi ra ngoài, đáy mắt có chút cay cay, tuy rằng Thẩm Mậu nói không có trách bà, nhưng trong lòng vẫn tồn tại khúc mắc, nếu không đã không trả lời nàng mà lại đi rồi. Vân Khanh đứng ở ngoài sân, nhìn mặt trời dần dần xuống núi, nháy mắt ánh sáng bốn phía mở đi, trong mắt Phượng một mảnh đỏ như máu. Ngày kế tiếp, An Chi Phủ cho Tùy Tùng tới báo lại, sắp tới thanh giá sẽ đi qua đây cho nên quan viên mở đường đã tới Dương Châu, nay đã đến trước cổng thẩm phủ để kiểm tra an toàn. Thẩm mẫu không dám chậm trễ, đi theo sau An Chi Phủ, đứng ở trước cửa thẩm phủ để nghênh đón vị quan viên kia, sau khi quan viên ngừng xe lại, một vị quan triều đình bước xuống, mặc quan phục tứ phẩm là một người tuấn tú ngũ quan ôn hòa làm cho người nhìn thấy có cảm giác ôn hòa hiền hậu lại không thiếu vẻ tuấn mỹ chỉ thấy hắn vừa bước xuống xe liền chắp tay với an chi phủ làm phiền an đại nhân không dám cảnh đại nhân là vì an nguy của bệ hà mà đến ta nhất định phải đi kiểm tra cùng an chi phủ cũng thành thực nhìn người đối diện mà cười lần này thánh giá đi nam tuần có thể ở dương châu nghỉ ngơi nếu tiếp đãi tốt thì tiền đồ của hắn sau này là vô lượng cho nên mặc kệ người đến là ai nếu đã đến thì phải tiếp đãi thật tốt huống chi người này là người có khả năng sẽ kế vị vĩnh nghị hầu phù cảnh hữu thần thẩm mậu và cảnh hữu thần đã từng gặp mặt lúc này cũng không dám chậm trễ hành lễ nói cảnh đại nhân mời đi theo thảo dân vào nội phủ nghỉ ngơi một chút cảnh hữu thần gật đầu thẩm lão ra vất vả rồi không có không có thánh giá có thể giá lâm tới thẩm phủ là vinh hạnh lớn, là ông trời xót thương đến thẩm mậu nên cho cơ hội gặp được thánh thương. Lời nói của thẩm mậu vừa khách sáo vừa mạnh mẽ, là thương nhân giao tiếp trong giới nhiều năm, mỗi lời hắn nói ra đều thật khéo. Lần này, cảnh hữu thần làm quan ngự giá, được hoàng thượng hết sức yêu ái, là đại biểu của hoàng gia, cho nên ở trong phủ, tất cả đều cẩn thận hầu hạ hắn, đưa đến cho hắn đồ tốt nhất. Những ngày tiếp theo, thẩm mậu mang theo cảnh hữu thần đi tham quan khu vườn hoa lệ được dụng tâm trang trí. Dù sao thẩm phủ cũng là thương hộ, quy củ không bằng quan gia, an chi phủ phải vài lần cho người đến xem xét cải thiện cẩn thận. Ngày đến ngày thứ ba, sau khi thẩm phủ phát sinh sự việc kia, An Chi Phủ cũng truyền lời đến nói rằng vụ phóng hỏa lức nửa đêm tại Vi Phủ đã bắt được hung phạm, vốn lúc ấy quan phủ truy đuổi cả nửa canh giờ vẫn không bắt được, bọn tặc nhân này tuy rằng thủ đoạn không cao. Nhưng lần trốn lại rất giỏi. Cẩn Vương Thế tử biết tin lại thấy thanh giá sắp đến Dương Châu, nếu trong thành còn lưu lại tặc nhân thì không an toàn, cho nên phái người hiệp trợ bắt gọn bọn tặc nhân này. Vào lúc này phạm tội, chẳng khác gì chọc giận tới An Chi phủ, cho nên lúc tra khảo, quan phủ đã dùng hết mọi thủ đoạn, tặc nhân cuối cùng không chịu được tra khảo liền khai hết. Ngày đấy, ở kinh thành, Tạ Di mua chuộc bọn hắn, giả vờ làm khiếp sợ tới lão phu nhân rồi bà ta giả vờ nhảy ra đỡ cho lão phu nhân một đau, từ đấy lấy cớ để chiếm tình cảm của lão phu nhân. Mặt khác, lần này tạ di lại một lần nữa cấu kết với bọn hắn, đốt toàn bộ vi phủ, kiếm cớ để vào ở Hàn nội viện của thẩm gia. Lúc tin tức này được truyền tới thẩm phủ, đại phu cũng chuẩn đoán, tạ di do chúng độc quá nặng, làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, cho nên bây giờ cả đời chỉ có thể nằm một chỗ trên giường làm hoạt tử nhân. Hai tin tức này cùng một lúc truyền đến tai thẩm mậu, thẩm mậu cảm thấy tức giận trong lòng tăng vọt, trực tiếp đi đến cúc khách viện, nhìn lên gương mặt yên tĩnh của tả di lại thấy chướng mắt cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt đến tiếng khóc thốt thiết bên cạnh, chỉ thấy mắt sưng lên giống như quả đào của vi ngưng tử. Nương, người tỉnh lại đi, người không thể bỏ nữ nhi lại một mình, nữ nhi đã không còn phụ thân, nếu như người cả đời nằm yên như vậy thì không còn ai quan tâm đến nữ nhi nữa rồi. nàng vừa khóc vừa lay lay người Tạ Di, thanh âm khàn khàn, người cũng người hẳn đi, tựa như một cơn gió bình thường cũng có thể thổi bay nàng đi. đối với Vi Ngưng Tử, thẩm mậu không thích nàng cho lắm, nhưng cũng không chán ghét. bất quá hiện tại Tạ Di phạm tội như vậy, ở kinh thành đã toàn tính với lão phu nhân, bây giờ ngay cả trong thẩm phủ cũng ngang nhiên tính kế. người xưa có câu yêu ai yêu cả đường đi ghét thì ghét cả tông chi họ hàng, hở câu này em chém dấu lớn dấu bé nhưng nghĩa thì cũng như vậy. Nghĩ đến tạ thị kết tóc phu thê hơn 10 năm, cho dù trước đây không thấy thoải mái với hai mẹ con tạ di nhưng vẫn sẽ cố thoải mái. Nhưng một khi nhìn thấy tạ di lại nhớ tới việc làm của bà ta, vì thế hắn không muốn để bà ta lưu lại thẩm phủ nữa, lại nghĩ đến vi ngưng từ cũng chỉ là người vô tội. Cho nên giọng nói của thẩm mậu đôi chút hòa hoãn, vì phủ ta sẽ cho người sửa chữa thật tốt, ngươi không cần phải lo lắng." Vì Ngưng Tử nghe đến đấy, giống như là bị sét đánh ngang tai, thầm mộng bởi vì chán ghét Tạ Di cho nên ghét lây luôn sang nàng ta, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, nàng ta không thể ở lại Thẩm phủ, xem chừng hành động lần này của Tạ Di đã phá hủy hết tiền đồ của nàng ta. Đây không phải là kết quả mà nàng ta muốn. Tạ Di sở dĩ hao tâm tổn trí muốn vào Thẩm phủ chính là muốn tìm cơ hội cho nàng ta tiếp xúc với hoàng tôn long tử, có thể nương tựa vào gia đình phú quý, cơ hội tưởng như đến gần trong gang tấc, bỗng chốc trở nên hỏng bét, mọi công sức trước giờ đều đổ xuống sông xuống biển. Nàng ta biết dựa vào thân phận của mình, tuy rằng vi gia ở kinh thành cũng là danh môn vọng tộc, cho dù nàng ta không thể làm chính phi của hoàng tử, nhưng mà so với Vân Khanh dù sao cũng cao hơn nhiều, chỉ cần hoàng tử nhìn trúng nàng ta mặc kệ chính phi hay sườn phi đều không quan trọng, chỉ cần nàng ta sinh hạ nhi tử, được hoàng tử sủng ái, thì vị trí kia cũng không phải quá khó. Tiễn thẩm mậu rời đi, vì ngưng tử yên lặng ngồi trong phòng, chủ tính kế hoạch, trước mắt nàng ta phải kiếm cơ hội để ở lại thẩm phủ. Đây là điều kiện cơ bản nhất để đạt được mục đích kia của nàng ta. chương 240, treo cổ tự vẫn. Hôm sau, Thẩm mậu cùng cảnh hữu thần đi ở phía trước, bỗng nhiên từ sau viện một bà vú già chạy lại, ở cửa nhìn xung quanh vài lần, làm gã sai vặt bên người nghi ngờ đi tới hỏi đến, lấm la lấm lét nhìn cái gì đấy, có chuyện gì không? Bà vú già nhìn thẩm mậu, đáy mắt như muốn nói gì đó, chẳng qua chính là trần trừ nửa ngày cũng không nói được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thẩm mậu thấy cảnh hữu thần hơi hơi nhíu mày, hắn cảm giác không phải là chuyện tốt. Vừa muốn kêu bà vú nói chuyện, cảnh hữu thần liền mở miệng nói, thẩm lão ra, tiếp qua mùng sáu, thánh giá của bệ hạ sẽ tới, người trong phủ thiết yếu phải bảo trì yên ổn vững vàng, không cần lại như hôm nay lộ mãng liều lĩnh. Thẩm mậu biết hắn lời này ý nói nếu bà vũ già tránh đi không nói, sẽ có hành vi giấu diếm, tức giận bà vũ giả trước mắt này xuất hiện không đúng lúc, kìm nén cơn giận, hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bà vũ giả kia nghẹn đã lâu, rốt cục chờ thẩm mậu hỏi lên, mới hốt ha hốt hoàng mở miệng nói, lão ra, là biểu tiểu thư đã xảy ra chuyện, ngài nên nhanh đi qua nhìn xem đi. Chuyện gì, phu nhân đi qua không được sao, thẩm mậu nghe được là chuyện của vi ngưng tử, vẻ mặt liền càng thêm lãnh đảm, ngầm trách bà vũ già này rất không có mắt, nhìn khuôn mặt lại xa lạ, không nghĩ ra là người của viện nào. Phu nhân đã đi qua, là biểu tiểu thư, nàng. Treo cổ tự vận nghe vậy cảnh hữu thần liền đặt chén trà xuống đáy mắt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc đây rốt cuộc là chuyện gì mà vân khanh đang ngồi ở trong viện tạ thị bồi bà nói chuyện phiếm liền nghe được bên ngoài một trận huyên náo ngay sau đó có nha hoàn từ ngoài chạy lại đây đưa tin phu nhân đại tiểu thư biểu tiểu thư ở cúc khách viện tự vân tạ thị vốn đang tươi cười vẻ mặt đã bị kinh ngạc thay thế nhăn mi hỏi cái gì biểu tiểu thư ở trong cúc khách viện treo cổ tự vẩn, vừa mới được người cứu xuống dưới. Nhà hoàn kia trả lời. Vân Khanh nghe được, nhưng lại cảm thấy có chút quái gì. Người như vi ngưng tử thế nhưng sẽ treo cổ tự sát sao? Nàng ta nếu như thật muốn chết, nàng mới không tin, vi ngưng tử làm như vậy nhất định là có mục đích khác. Tạ thị chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều phát đau, gần đây trong nhà chuyện tình không hay cứ nối đuôi nhau mà đến, mỗi một chuyện đều là kinh thiên động địa, cho nên khi bà nghe được vi ngưng tử muốn tự sát, không có bao nhiêu kinh hoàng mà chỉ thấy càng thêm phiền chán. Đi thôi, chúng ta đi cúc khách viện nhìn xem, nàng ta làm sao vậy? Tạ thị trong giọng nói mang theo một loại phiền ý, trong thời gian này, quan hệ giữa bà cùng thẩm mậu có một loại ngăn cách như có như không, hết thảy ngọn nguồn chính là do tạ thuần linh. Bà vốn không hề muốn đi cúc khách viện chút nào nhưng trong nhà có người tự sát, bà làm đương gia chủ mẫu lại không thể không đi. bà cùng vân khanh đi đến cúc khách viện, lại phát hiện thẩm mậu thế nhưng so với các nàng còn tới sớm hơn, mà cùng hắn đến, còn có vị mở đường thị sát nam tuần cảnh hữu thần. vốn cảnh hữu thần cũng không phải muốn tiến vào nội viện để xem loại chuyện này, nhưng hắn hiện đang mang nhiệm vụ kiểm tra an toàn của thẩm phủ, đã xảy ra chuyện như vậy, hắn bị hấp dẫn mà đến, cũng là không tính cái gì. Đến trong phòng, vi ngưng tử đã được người cứu xuống, đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng như tuyết nhu nhược như hoa, một đôi mắt hạnh mở to, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp, ngơ ngác nhìn cửa, loại bộ dáng này phối hợp với một thân không trang sức của nàng ta, tóc đen xóa dài, tạo nên cảm giác gầy yếu tới cực điểm. Nàng ta vừa nhìn thấy thẩm mậu cùng tạ thị, liền giống như bị cái gì đà kích, từ trên giường nhỏm dậy, nước mắt ảo ảo bắt đầu theo hai tròng mắt chảy ra nàng ta nằm úp sấp, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, còn có độ cong của chiếc cổ nhỏ bé và yếu ớt hàn rõ dấu vết bầm tím, mang theo tiếng khóc hô, gì, dưỡng, cháu thật không nghĩ tới nương sẽ làm ra chuyện tình như vậy, hôm qua biết được tin tức, lòng cháu tràn đầy áy náy, hối hận, chỉ hận chính mình không sớm một chút phát hiện việc này, nghĩ tới lão phu nhân này nằm trên giường không thể động. Cháu đã biết nương tội phạm thật sự là rất lớn, nhưng nay bà nghe không đến nhìn không tới sai lầm này hãy để một mình cháu gánh vác đi cháu sẽ cho mọi người một công đảo nàng ta khóc thật thê thảm cảnh hữu thần thấy cổ nàng ta lộ ra vết hàn đỏ của dây chỉ cảm thấy cô gái trên giường nói thêm hai câu nữa sẽ tắt thở trong lòng loại tình cảm thương hương tiếc mọc thản nhiên dâng lên lúc trước vi ngưng tử đã gây được ấn tượng khá tốt với hắn khi đó nàng ta là một cô nương xinh đẹp như tiên nay khóc đến thảm thương như thế hắn cảm thấy nên mở miệng nói hai câu, bè nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể bức một nữ tử vô tội như nàng tự sát. Vân Khanh đáy lòng cười lạnh, vì ngưng tử này thật sự là làm ra vẻ ta đây, nàng ta làm sao lại thắt cổ tự sát, rõ ràng chính là biết cảnh hữu thần ở thầm phủ, cố ý diễn xuất như vậy, vừa diễn liền có người vội tới xem. Thẩm mậu nghe được câu bức một nữ tử vô tội tự sát thì đáy mắt rõ ràng mang theo hờn giận cảnh hữu thần này thật sự là y vào thân phận, xem chuyện người khác như chuyện của mình. Vì ngưng tử thấy vậy, xoay đầu về phía cảnh hữu thần, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra, giống như chân châu rơi xuống, thần thái điềm đạm đáng yêu làm cho nam tử đau lòng, cảnh đại nhân đừng trách dựng, việc này đều là ta sai, chỉ tại mẹ ta đi nhầm đường, từng bước đều là sai, sau khi tang cha, người trong tộc đối với chúng ta nhiều lần bức bách, bà nghĩ đến nương nhờ vào gì lại lo lắng nhiều năm như vậy chưa cùng gì liên hệ, có thể là bởi vậy mà phạm sai lầm, nhưng là nương ta bà ấy không nên làm ra chuyện như vậy. Lão phu nhân là trưởng bối, bà tại sao có thể xuống tay với lão phu nhân, cho nên sau đó bà kinh hách, chính mình nuốt độc, nhưng chuyện gì không nên làm bà cũng đã làm rồi. Sau khi hai mẹ con chúng ta đến Dương Châu, đều dựa vào dựng gì quan tâm, sau khi dựng biết chân tướng sự tình, vẫn cho phép ngưng tử ở nhờ bên trong phủ nhưng ngưng tử trong lòng bị áy náy bao phủ chỉ có chết mới có thể không phụ lòng tốt của dì và dường vân khanh nghe nàng ta đem mọi chuyện cần thiết nói ra nói được sảng khoái lưu loát cực kỳ một chút cũng không sợ ở trong lòng cảnh hữu thần lưu lại ấn tượng không tốt nàng nhìn cảnh hữu thần chỉ thấy trong đôi mắt hắn đều là thương tiếc quả nhiên vẫn là y hệt như kiếp trước a cảnh hữu thần chỉ tích loại nữ nhân nhu nhược chỉ cần vi ngưng từ lộ ra tư thái điềm đạm đáng yêu như vậy hắn liền mềm lòng thương tiếc vân khanh đột nhiên có một loại ý tưởng nếu hai người này một kẻ thích giả vờ yếu ớt một kẻ thì đi thích kẻ nhu nhược dựa vào hắn nếu kiếp này tác hợp hai người bọn họ với nhau sẽ xảy ra chuyện gì nàng đột nhiên có chút chờ mong bất quá lúc này nàng chậm rãi mở miệng nói biểu tỷ tỷ có biết thánh giá sáu ngày sau sẽ tới thẩm phủ nếu tỷ là thật sự muốn chết, chỉ sợ là không đền đáp được hết tâm ý của thẩm phủ, ngược lại sẽ liên lụy thẩm phủ đi. Ở trong bầu không khí giá lạnh thê thảm, lời nói của Vân Khanh bình thản không có một tia cảm tình, liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Cảnh hữu thần vẫn bị tư thái lê hoa đái vũ của vi ngưng từ mê hoặc lúc này cũng xoay người nhìn lại, bởi vì Vân Khanh cùng tạ thị đến trễ so với bọn hắn, cho nên vẫn đứng ở phía sau, cũng không có mở miệng nói chuyện lúc này vân khanh mặc chiếc áo màu hồng cánh sen tiệp màu với giày hoa dưới thân là chiếc váy màu xanh biếc thêu thỏ bát bảo đang đùa xuân trên đầu cài một cây châm bạch ngọc toàn bộ trang phục trắng trong thuần khiết hào phóng trên mặt cũng không son phấn theo lý mà nói hẳn là có vẻ mộc mạc lại cố tình nổi bật như mẫu đơn tiên từ từ trong tranh bước ra tóc mây ở dưới một đôi phượng đen láy như vầy mực khẽ hếch lên tôn thêm vẻ cao quý đoan trang cho khuôn mặt tăng thêm vài phần tinh xảo quyến rũ. Da thịt tuyết sắc ngưng kết như ngọc, phảng phất vừa chạm vào sẽ sao động vỡ nát. Nàng đứng ở đó không nói một lời, không cười không nói, liền đoạt đi tất cả mọi cảnh sắc xung quanh. So với năm trước nhìn thấy thì đẹp hơn hai phân rồi. Đó là cảnh hữu thần thiên vị mỹ nhân nhu nhược, cũng không thể không nói, cảnh đẹp trước mắt, thật sự là quá mức, cảnh đẹp ý vui, không cần gì làm nền cũng đẹp, khuôn mặt này coi như trên cả quốc sắc thiên hương. Thẩm tiểu thư, trước kia cảnh hữu thần còn cảm thấy mỹ nhân như thế lấy về nhà làm chính thất là tuyệt hảo. Nay cách một năm nhìn lại, chỉ cảm thấy loại đắc ý này mang theo chút kinh tâm động phách, tuyệt sắc như thế. Hắn thú trở về nhưng thật ra có chút đáng tiếc, nếu là giới thiệu cho tứ hoàng tử điện hạ, cũng không phải lựa chọn sai, nếu có thể lấy được sự sùng ái từ tứ hoàng tử tiền đồ của hắn nhất định sẽ nâng cao một bước. Nhìn hắn không ngừng lóe ra mâu quang, Vân Khanh chỉ biết nội tâm của hắn đang ngầm tính toán. Tên nam nhân này chỉ quan tâm đến quyền lời cùng danh vọng, chỉ sợ lại đang đánh chủ ý nào đó. Chẳng qua là ở kiếp này, cảnh hữu thần đừng nghĩ hắn có thể tính toán đến trên người nàng. Hận cũ đời trước thêm thù mới đời này, cảnh hữu thần chắc chắn sẽ không có khả năng thừa nhận nó mắt thấy lực chú ý của mọi người đều tập trung đến trên người vân khanh vì ngưng từ hư yếu khụ hai tiếng đem lực chú ý mọi người lại kéo trở về sau đó nhìn vân khanh hụt hơi nói biểu muội ta không nghĩ nhiều như vậy chính là lòng tràn đầy áy náy vừa rồi không có biện pháp báo đáp nay ngay cả mẫu thân duy nhất của ta đều nằm ở trên giường bất tỉnh không phải cô nhi nhưng không khác gì cô nhi chờ sau khi chuyển ra thẩm phủ con đường về sau cũng không biết nên như thế nào đi tiếp không bằng liền cứ như vậy giải quyết hết mọi chuyện đi nàng ta đau xót muốn chết ghé vào đầu giường tóc đen rơi xuống giống như thác nước càng tôn lên dáng người nhỏ bé và yếu ớt cảnh hữu thần đi về phía trước lại cảm thấy không ổn bèn dừng bước quay đầu nhìn thẩm mậu nói thẩm lão ra ta không biết được nhà các vị đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay bệ hạ sắp vào ở trong lệ viên của thẩm phủ sự vụ lớn nhỏ ngài nhất định phải xử lý tốt về phần vi tiểu thư, ta xem nàng tâm địa tinh khiết thiện lương, nay cha mẹ cũng không thể lại thay nàng làm chủ. Cũng chỉ có thể ỷ lại thẩm phủ rồi. Trước lúc ta đi, bệ hạ từng hỏi qua thẩm phủ, ta nói thẩm phủ là nhà làm việc thiện lớn nhất giang nam trong mắt mọi người. Bệ hạ có chút vừa lòng, ngài có thể có được cơ hội này, về sau sinh ý thẩm ra tất nhiên có thể càng được thêm nhiều ân sung. Thẩm mậu đáy lòng kỳ thật rất không cao hứng cảnh hữu thần nói như thế là uy hiếp lại vừa trấn an trông nom đến chuyện tình thẩm phủ hôm nay hắn mở miệng như vậy liền đại biểu vi ngưng tử về sau tất nhiên sẽ ở tại thẩm phủ thẩm phủ cần phải cung cấp nuôi dưỡng vi ngưng tử rồi nếu không cảnh hữu thần ở trước mặt bệ hạ nói làm việc thiện chính là nói dối sẽ phạm tội khi quân sơ sẩy một chút có thể liên lụy cả nhà thẩm mậu đảm đương không nổi tội lớn này nghe được lời này của cảnh hữu thần vi ngưng tử đáy mắt hiện lên một chút đắc ý trên mặt vẫn là sợ hãi khóc khàn khàn tiếng nói mang theo kinh ngạc ngẩng mặt lên lắc đầu nói cảnh đại nhân không cần nói như thế dượng gì đối với ta đã là quá tốt rồi ta há có thể lại liên lụy bọn họ thanh âm bi thống ánh mắt dè dặt thần sắc chờ mong che giấu dưới sắc mặt không màng gì cả vân khanh thiệt tình cảm thán hành động của vi ngưng tử thật sự đạt tới đỉnh cao nha nàng nếu không phải được sống lại trong kiếp này sẽ hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng diễn kịch của nàng ta chắc chắn sẽ bị một màn chân tình này của nàng ta làm cho cảm động nàng quay đầu nhìn tạ thị quả nhiên thấy trong thần sắc bà có thương xót tạ di cho dù có sai nhưng là tạ di làm sai vì ngưng tử đều không có tham dự nàng ta chỉ là không đếm xỉa đến là một nữ nhi nhu thuận dịu ngoan hơn nữa tất cả mọi người đều biết tạ di đối với nữ nhi cũng không thương yêu gì mấy. Vân Khanh lại quay đầu nhìn Thẩm Mẫu, ngoài y muốn lại phát hiện trong thần sắc của Thẩm mậu không có sự không đành lòng cùng thương tiếc. Đáy mắt ông thập phần phức tạp, lúc nhìn Vi Ngưng Tử, có một loại cảm xúc quen thuộc hiện lên, đó là lúc phụ thân đang bàn chuyện làm ăn, có vấn đề cần suy xét thì sẽ có vẻ mặt này, lúc này còn tăng thêm một chút bất đắc dĩ cùng ảo não. Gì chất nữ không cần suy nghĩ nhiều quá sự tình mẹ ngươi cùng ngươi không quan hệ, ngươi cứ ở lại thẩm phủ, cái khác không cần lo lắng. Thẩm mậu nói ra những lời này, rốt cục làm cho vi ngưng tử kinh sợ, đa tạ dưỡng, đa tạ gì, về sau cháu nhất định sẽ báo đáp hai người, đem hai người trở thành thân sinh cha mẹ của cháu. Một câu nói thật hay a, à, ý tứ này là định vào ở thẩm phủ không ly khai rồi. Vân Khanh nhìn vi ngưng tử, cũng không mở miệng, nàng biết cha tại sao lại nói ra như vậy thánh giá sắp đến tinh lực của thẩm phủ này đều phải tập trung vào việc tiếp đãi thánh giá vì ngưng tử nếu là nhất thời làm ra chuyện gì đến lúc đó va chạm thánh giá thẩm phủ liền xong đời huống chi việc hôm nay lại đưa tới cảnh hữu thần hắn rõ ràng thiên vị giúp vi ngưng tử mà nay lời hắn nói mặc kệ có phải là ý tứ của minh đế hay không người ở bên ngoài nhìn vào liền đại biểu cho ý tứ của hoàng thượng nhưng nguyên nhân vân khanh không mở miệng lại cùng thẩm mậu bất đồng vì ngưng tử vẫn đều muốn vào ở thẩm phủ nàng ta hôm nay nếu lại không thành công về sau sẽ còn dùng những thủ đoạn khác tiến vào nếu luôn phải phòng bị nàng ta ở bên ngoài sử dụng thủ đoạn gì không bằng cho nàng ta toại nguyện để cho nàng ta vào ở mọi âm mưu quỷ kế của nàng ta đều không tính là gì ở trong mắt nàng việc tả di uống độc tuy rằng không có chứng cứ gì hướng về phía vi ngưng tử nhưng Vân Khanh tin tưởng, chuyện này cùng Vi Ngưng Từ tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ, nếu Tạ Di đã chết, có lẽ Vân Khanh sẽ cảm thấy chính mình đoán sai rồi, nhưng là Tạ Di lại cố tình không có chết, chỉ là biến thành hoạt tử nhân, nằm bất động ở trên giường. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.